Đồng mến chào quý để mấy mà chị đã chúng ta quay lại vào thi kênh đấu của em. Thì hôm nay em có mặt tại sân bóng của xe Mỹ mở rộng lần thứ hai tranh cúp 16 đội ha các bác chị. Thì sự hiện diện của 10 đội rồi, thì còn vài đội nó sẽ bắt đầu vô trận bắt thăm thi đấu vòng loại ha, vòng cầu ha các bác chị. Thì đây là các anh vận động viên đến từ các đội như Sân Ke, thì nói chung là đủ hết trơn ha, Đai Úi. Đây là giải mở rộng tranh cúp xe Mỹ lần thứ hai. Đây là giải bóng chuyền của các bác chị, dân tộc Khmer mở rộng tranh cúp xe Mỹ lần thứ hai. Đây là đội bóng chủ nhà. Đây bình luận viên ngọng qua thấy trên mạng đi Campuchia đi bao máy bay nguyên chiếc máy bay gớt quên gớt máy bay đặng gớt anh về nè. Ngày hôm qua thấy anh đi chở bên Campuchia. Vậy là vòng đầu sẽ là bắt thăm, thì nhưng mà luôn luôn là chủ nhà sẽ thi đấu trước để cho các bác khán giả xem cũng như là lối đánh và kỹ thuật của đội chủ nhà như thế nào với đội bạn nhé các bác chị. Xin mời các đội bóng nào có mặt đó thì đưa thư mời qua chỗ ban tổ chức để chúng tôi sắp xếp bắt thăm thi đấu vòng loại trực tiếp nha. Đánh vòng loại trực tiếp vì là bắt thăm thì số 1 đụng số 1, số 2 đụng số 2, số 3 đụng số 3 theo tương tự gì ha. Bây giờ chủ nhà là không có bắt nha, chủ nhà là số 1, anh em nào bắt ngay số 1 thì đụng chủ nhà. Xin mời các đội bóng nào đã có mặt tại sân thì đưa thiệp mời qua chỗ ban tổ chức để ban chúng tôi sắp xếp bắt thăm thi đấu sớm. Thì hiện giờ các đội bóng đang nằm bên phía bên khán đài B cô bác chị. Sang vận động sang bóng chuyền cũng đã rất là đầy đủ. Những gọi là vàng vận động viên có thể nói rất là mạnh đến từ trong và ngoài khu vực, và chúng ta hãy cùng chờ xem ai đội bóng xuất sắc nhất giành được chỉ định giải bóng đá Khmer mở rộng tranh cúp xe Mỹ lần thứ hai. Bóng chuyền click mình lẩu xa flop tốc lộng chơi. Thành cảm ơn tất cả anh em. Còn đây cũng như là lễ bốc thăm chi bảng để mà thi đấu vòng loại trực tiếp, và chúng ta sẽ thi đấu hình thức là xoay cầu. Đây là đội chủ nhà ha, cô bác chị đang bắt đầu khởi động để bước vào vòng loại, ai sẽ bắt thăm chúng ngay đội chủ nhà. Thì đội chủ nhà tên là vàng tí hon không à. Đó đó đó, thấy chưa đó. Xin mời trưởng ban nhân dân ấp hãy vào đây chỗ ban thì chúng tôi để mà làm đại biểu giới thiệu trận giải khai mạc ngày hôm nay. Bon mong quý vị nhé, thích có cõi bán đó ông chị ạ, thích mình trận hai đấu mình dám cả bán đấy, mình thấy thế. Gọi là đại biểu đến đây để mà xem lễ khai mạc giải bóng chuyền Khmer mở rộng gọi là tranh cúp xem Mỹ. Đó có là trưởng ban nhân dân ấp cũng đến đây sự diện, và cũng có quý nhà tài trợ đó là ông Quỳnh Thanh Sang cũng đến đây để mà hiện diện xem trận đấu khai mạc ngày hôm nay. Và một chút nữa thì chúng tôi làm lễ khai mạc, thì chúng tôi mời tất cả các đội bóng chúng ta hãy có mặt ở đây để nhận cờ lưu niệm của ban tổ chức tôi. Vâng, xin chân thành cảm ơn. Còn ba đội Bangkok, đội bóng phường 3 và đội bóng phường 10, nếu như có sự hiện diện tại sân động thì chúng ta hãy liên hệ với ban tổ chức tôi để chúng tôi đăng ký gọi là chuẩn bị làm lễ bốc thăm. Tâm Mỹ dịch vụ ngoan chọn gói cũng đã lên khởi động. Một số cầu thủ có chiều cao rất là khiêm tốn, khoảng 1m50 mà thôi. Bồi đống Maha Cup phường 3 và đội bóng phường 10 chúng ta có mặt tại sân động, thì chúng ta đưa thiệp mời cho ban tổ chức để sắp xếp bắt thăm thi đấu và làm lễ khai mạc. 3 và Bangkok của Phú Mỹ để gặp nhau bắt thăm. Dạ thưa cô bác chị, chút xíu nữa cô bác chị qua bên fanpage chúng em sẽ trực tiếp ha. Mời đến bàn tổ chức đi.
Vinh Dự đã đến đăng ký chuẩn bị làm lễ bốc thăm giải bóng chuyền Khmer mở rộng tranh cúp xe Mỹ lần thứ hai được tổ chức tại sân xe Mỹ ngày hôm nay. Và chúng tôi đã mời đến 16 đội bóng tham gia tranh tài trong 2 ngày. Ngày hôm nay chúng ta sẽ diễn ra 8 cặp đấu để mà chọn ra 8 đội xuất sắc nhất vào chơi vòng ngày mai, tức là vòng tiếp theo. Chúng tôi cũng xin thông báo đến những đội bóng như sau. Đội bóng đầu tiên là bóng chủ nhà, đội bóng tiếp theo là đội bóng Xà Lan, đội bóng số 3 là Bố Thảo, đội bóng Bưng Chóp, đội bóng Bưng Cốc, đội bóng Đai Úi, đội bóng Bưng Khai Giòn, đội bóng Sóc Dồ, đội bóng Phu Tức, đội bóng Khóm 7 phường 2, đội bóng phường 3, đội bóng phường 10, đội bóng phường 9, đội bóng Săn Tre, đội bóng Trần Đề và đội bóng cuối cùng là đội bóng Hòa Với. Và ngày hôm nay chúng ta rất vinh hạnh mời đến 16 đội bóng xuất sắc ở trong và ngoài khu vực tham gia tranh tài giải bóng chuyền Khmer mở rộng được tổ chức lần thứ hai tranh cúp xe Mỹ tại sân động xe Mỹ ngày hôm nay. Chúng tôi xin kính chúc đến tất cả các đội bóng sẽ thi đấu gọi là thành công và giành được chức vô địch ở giải đấu năm nay. Vâng, xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Và chúng tôi ngày hôm nay cũng có sự đồng hành của những nhà tài trợ, đó là ông Huỳnh Thanh Sang cùng với Điện Máy Bảo Nghi đã tài trợ kinh phí cho ban tổ chức chúng tôi tổ chức một giải bóng chuyền rất là ý nghĩa ngày hôm nay. Vâng, bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có mời đến những gọi là đại biểu, gọi là đó là ông Lý Ngọc, trưởng ban nhân dân ấp Xà Lan cũng đến đây dự khán trận đấu, và trưởng ban tổ chức đó là ông Lâm Phong. Vâng, xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Xin mời 16 đội bóng chúng ta lên đây đồng loạt đây, tôi đọc tên đội bóng nào thì chúng ta bước vào để mà chúng ta bốc thăm. Bốc thăm. Rồi anh chọn ra một. Rồi, biết rồi. Anh số mấy? Số 5, như vậy Xà Lan là thi đấu trận 5. Bắt được số 5, rồi để đây đi anh. Rồi tiếp theo là đội bóng Bưng Chóp. Rồi đọc lớn lên cho bà con cô bác khán giả mình cùng lắng. Như vậy là Bố Thảo sẽ thi đấu ở trận thứ 4. Như vậy là đội bóng tiếp theo, đội bóng Bưng Chóp bốc đi em. Lại bốc số nào? Ngẫu nhiên. Như vậy là Bưng Chóp gặp Xà Lan. Rồi, để đây. Bắt dùng luôn đi. Rồi, trọng tài bắt dùng Bưng Chóp luôn. Cái gì nữa rồi mẹ? Bắt đây bắt thăm đi. Số 3. Như vậy là Bưng Chóp ở vị trí số 3. Còn tiếp theo là đội bóng Đai Úi. Đại diện Đai Úi đâu? Liên hệ bốc thăm. Mời bốc thăm đi em. Số mấy? Số 8. Như vậy là Đai Úi sẽ thi đấu ở trận 8. Rồi. Bưng Khai Giòn. Bưng Khai Giòn. Đội đứng kia được Bưng Khai Giòn bốc được số mấy đây? Chúng ta rất hồi hộp chờ đợi. Như vậy Bưng Khai Giòn số 2. Số 4 rồi, bố thì mọt. Mọi người đẹp đấy, số 1. Phải đủ chung nha. Rồi Bưng Khai Giòn số 2. Rồi tiếp theo là đội bóng Sóc Dồ. Chụp một đẹp đấy. Số 1. Số 1. Số 1. Quay hai. Như vậy là Sóc Dồ bóc được số 4. Vậy là gặp Bố Thảo. Ngon. Bộ ba biên phòng giấy và mọi bỏ cùng. Vâng, tiếp theo là đội bóng Phú Tức. Đại diện Phú Tức bốc thăm. Số 7. Phú Tức. Chưa lộn với ai. Và đội bóng tiếp theo chuẩn bị bốc thăm, đó là bóng Khóm 7 phường 2. Đây đây có đây. Rồi, bốc đi em trai. Như vậy là số 3 gặp đội bóng Bưng Cốc. Chưa biết ai đủ còn sân ke nữa. Đội bóng tiếp theo là đội bóng phường 3. Đại diện bắt đại diện phường 3 đâu? Rồi, trọng tài bắt dùng phường 3 luôn đi. Tôi phường 3 nóng cho tôi bắt.
Nó kêu hả? Chưa, điện nó không mất máy. Số 7 phải không? Rồi là phường 3 gặp Phú Tích. Đội bóng phường 3 gặp đội bóng Phú Tích. Và bóng tiếp theo là bóng phường 10. Đồng tài bốc thăm dùm luôn đi. Rồi anh bốc thăm luôn đi. Trọng tài bốc thăm dùm luôn. Như vậy là số 8 gặp đội bóng Đai Úi. Số 1 chúng mày đụng với Sang Ca. Phường 10 gặp đội bóng Đai Úi. Như vậy là bóng tiếp theo bốc thăm đó là bóng phường 9. Phường 9 có mã không? Lỡ nhưng mà chưa tới thì bắt luôn đi. Có rồi. Xin mời quay số 2 gặp Bưng Khơi Giòn. Đội bóng tiếp theo đội bóng Sang Kê. Ấy da, đủ đủ với chủ nhà em ạ. Hộ đoạn lên. Hộ lại. Có người lại. Là đi bắt lư mà. Chủ nhà, chủ nhà. Sang Kê. Ấy bị thiếu. Sang Kê đâu? Tôi đâu. Sang Kê đâu? Sang Kê đâu? Đúng rồi. Số 1. Số 1, số 1. Như vậy là Sang Kê. Số 1. Em à. Có trận đầu luôn. Vâng, xin mời đội bóng tiếp theo là đội bóng Trần Đề. Trần Đề thì chắc chắn là sẽ vị trí lá thăm số 6 rồi, phải không? Rồi, Trần Đề số 6 rồi, lùi thắng vào với. Vào với bóc thăm luôn đi. Rồi bóc đi cho nó an toàn. Số mấy cũng được không sao đâu. Như vậy thì kết quả bốc thăm đã định đoạt như sau. Đội bóng chủ nhà gặp đội bóng đến từ Sang Kê. Cặp đấu thứ hai là giữa Bưng Khơi Giòn và phường 9. Cặp đấu thứ ba giữa đội Bangkok và phường 2. Cặp đấu thứ tư giữa đội Bố Thảo và Sóc Dồ. Cặp đấu thứ năm giữa Xà Lan và Bưng Chóp. Cặp đấu thứ sáu giữa Trần Đề và Hòa Với. Cặp đấu thứ bảy giữa Phú Tức và phường 3. Và cặp đấu thứ tám giữa đội bóng Đai Úi và phường 10. Vâng, chúng tôi xin mời đại diện của các đội bóng đứng một hàng ngang trước bàn tổ chức để cho chúng tôi trao cờ lưu niệm và chuẩn bị diễn ra trận đấu đầu tiên ngày hôm nay. Vâng, xin mời đại diện của đội bóng và chúng tôi xin trân trọng kính mời trưởng ban tổ chức giải ông Huỳnh Thanh Sang, nhà tài trợ lên trao cờ lưu niệm. Xin trân trọng kính mời. Vâng, cũng xin trân trọng kính mời điện máy Bảo Nhi chuẩn bị lên trao cờ cho các đội ngày hôm nay. Vâng, xin trân trọng kính mời. Anh Vĩnh với em Sang đó, mình chia ra người phân nửa để mà chào. Anh Vĩnh đi đường này qua nè anh Vĩnh. Anh Vĩnh qua bên đây đi. Rồi em trai Sang thì đây. Đi bốn đội, ba đội nãy đó, bốn đội Bưng Cốc. Chủ nhà nè, đứng lãnh dùng Bưng Cốc một cái, đứng lãnh dùng Bố Thảo một luôn và đứng lãnh dùng phường 3 và phường 10 luôn. Xin chân thành cảm ơn tất cả 16 đội bóng ngày hôm nay. Và không có gì khác ngoài trao cờ lưu niệm. Xin mời ông Huỳnh Thanh Sang cùng với anh Vĩnh điện máy Bảo Nghi sẽ trao cờ lưu niệm cho 16 đội bóng ạ. Xin trân trọng kính mời. Vâng, ngày hôm nay giải bóng chuyền Khmer mở rộng tranh cúp sang Mỹ lần thứ 2 rất vinh hạnh mời đến 16 đội bóng tham gia tranh tài để giành chức vô địch năm nay đến từ khu vực trong và ngoài địa phương đến đây tranh tài. Và chúng tôi cũng rất vinh hạnh cảm ơn nhà tài trợ, xin chân thành cảm ơn nhà tài trợ, kính chúc nhà tài trợ mình luôn luôn thành công làm ăn phát tài phát đạt. Vâng, xin trân trọng và xin một tràng vỗ tay cho các đội bóng nào. Vâng, xin chân thành cảm ơn rất nhiều ạ. Ở thành thủ bà bối sẵn đó. Vâng, xin cảm ơn. Vâng, như vậy là trận đầu tiên, trận khai mạc giải bóng chuyền năm nay chuẩn bị được diễn ra giữa đội bóng chủ nhà và đội bóng đi vào thi đấu. Và chúng tôi cũng rất là vinh hạnh ngày hôm nay với sự dự khán trận đấu này, đó là ông Lý Ngọc, trưởng ban nhân dân ấp Xà Lan dự khán trận đấu khai mạc ngày hôm nay. Vâng, xin trân trọng kính mời hai đội bóng chúng ta hãy thế đồng và xin mời tổ trọng tài chúng ta hãy chuẩn bị điều kiện trận đấu này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
biết là chúng ta sẽ thi đấu rất là xoay cầu. Chúng ta sẽ có những gọi là trọng tài bắt nếu như đội bóng nào gọi là không có lỗi cầu thì tôi sẽ bắt thua điểm. Ok, đội bóng tiếp theo là Minh Thái Giang gặp đội bóng Thuận Chính. Hoàn cảnh tiếp theo như đội bóng Bình Quốc và Phường 2. Tiếp theo là trận Bố Thảo và gặp Sóc Dồ. Trận tiếp theo là Xà Lan gặp Tuyên Cóp. Trận tiếp theo là Trần Đề gặp Hòa Với. Trận tiếp theo là Phú Tích và Phường 3. Và trận đấu cuối cùng ngày hôm nay đó là đội bóng Tây Úi và Phường 10. Thôi đặt tiếp lễ rồi, rồi đặt một bên nữa sân. Rồi mình phải đặt lưới đi. Rồi đặt một bên thân nữa sân nha. Rồi 15 điểm. Trận đấu này bắt đầu, khán giả đến rất là đông rồi. Và nhìn sơ sơ hiện tại thì khán giả tại sân Động Sơn Mỹ chúng tôi hiện tại tầm khoảng hơn 15.000 khán giả. Vâng, quá trời khán giả rồi, khán giả đến rất là đông. Là một tình huống khởi động rất mạnh của chủ nhà. Và chủ nhà có làm nên kỳ tích trước đội bóng Sanke hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Đây là màn khởi động cho các đội chủ nhà và đội bóng Sanke. Và hiệp đấu đầu tiên đó là Sanke. Nào, đã tài trợ một cây thuốc cho ban tổ chức. Xin chân thành cảm ơn chú rất nhiều, công chúc chú thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn gặp thật là nhiều điều may mắn. Đội bóng chùa Sức Ke đã chuẩn bị được diễn ra. Đội bóng chủ nhà ra sân với trang phục áo màu đỏ, còn đội bóng chùa Sức Ke ra sân với trang phục màu áo tự do. Chúng ta hãy cùng chờ xem hai đội bóng này đội bóng nào sẽ xuất sắc trên võ đầu tư ở dòng xa đây. Đội chùa bóng Sức Ke có thể một pha đặt bóng rất mạnh của trụ công số 4 địch. Ê, gõ mày khó mày. Tiếp tục điểm số thuộc về Sơn Kê 2. Vẫn là cơ hội tấn công được cho bóng Sơn Kê. Một pha bảo lộ không thành công. Điểm như vậy đã có một tình huống phát bóng không qua lưới và điểm số được. Trận đấu còn phản công dành cho đội bóng Sanke. Một pha đập bóng rất mạnh ở nhảy ra đây. Một pha đập bóng rất mạnh nhưng bóng lại đi ra ngoài. Thả là trời xoay giới đội bóng chủ nhà. Vẫn là một pha tấn công vào vị trí số 4. Tiếp tục là phản công dành cho Sanke. Một pha đập bóng rất mạnh nhưng bên phía đội bóng chủ nhà là có một huống đá bóng tốt. Vẫn là một huống đập bóng chạm tay trắng đi ra ngoài. Và điểm số đã thuộc về đội bóng đến từ Sanke. Kê là được bắt đầu ở set đấu thứ hai và điểm số đầu tiên đang được cả hai đội giành giật với nhau. Như vậy bên phía đội bóng Sanke đã có điểm số đầu tiên và điểm số là 1-0 nghiêng về đội bóng đến từ Sanke. Anh em chủ nhà là một trong những đội được chủ nhà cử đến thi đấu nhằm mang lại một cái tinh thần cọ sát và chúng ta hãy cố gắng nhiều hơn nữa để có những chiến thắng trước đội bóng đến từ Sanke. Và điểm số thứ hai đang tiếp tục thuộc về Sanke 2-0. Vẫn là một pha phát bóng ăn điểm trực tiếp đến từ Sanke 3-0. Một trong những có thể nói là trận đấu được đánh giá là nhẹ nhàng đối với đội bóng mạnh đó là Sanke. Vẫn là một pha không hiểu ý nhau giữa các cầu thủ bên phía đội bóng chủ nhà. Và điểm số đang được nâng lên là 4-0. Anh em một pha bỏ lỡ không thành công. Và đây điểm số đã thuộc về đội bóng đến từ Sanke 6-0. Vâng, vừa rồi chúng ta đã thấy một tình huống mắc lỗi của một cầu thủ bên phía đội bóng chủ nhà. Vâng, vẫn là 6 điểm liên tiếp dành cho Sanke. Một pha phạt bóng đi ra ngoài. Điểm số đầu tiên đã thuộc về đội bóng đến từ chủ nhà 1-6. Có thể thấy là chủ nhà rất là quyết tâm giành chiến thắng ở set đấu thứ hai này để đưa trận đấu vào set quyết định ở set 3, nhưng cơ hội đang tỏ ra khá là ít ỏi đối với đội bóng đến từ chủ nhà. Và điểm số hiện tại đang với Sanke. Một pha đập bóng tốt và điểm tiếp tục thuộc về Sanke 7-2.
Vâng, những pha đập bóng ở đây nói là có một khả năng sức bật rất tốt và bóng đã đập trên hàng trắng bên phía đội bóng chúng nha. Đây là một tình huống phá bóng không qua lưới và điểm số đang thuộc về đội bóng chủ nhà 3-7. Đội bóng chủ nhà cần phải nỗ lực và cố gắng nhiều hơn nữa. Phát bóng đi ra ngoài, điểm số tiếp tục thuộc về Sang Kê 8-3. Vâng, khoảng cách bây giờ đang là 5 điểm nghi nhìn bóng đến từ Sang Kê, xã Trần Khánh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Hoàng là cơ hội dành cho chủ nhà, đập bóng không qua lưới và điểm số lại một lần nữa được ghi cho đội bóng đến từ Sân Kê 9-3. Hoàng là cơ hội dành cho chủ nhà tổ chức tấn công. Đây là một pha đập bóng đi ra ngoài và điểm số tiếp tục thuộc về Sân Kê 10-3. Và đây là cơ hội tiếp tục dành cho đội chủ nhà, bóng vẫn còn. Và đây là cơ hội dành cho Sân Cây. Tiếp tục là cơ hội dành cho Sân Cây. Một pha đập bóng không qua lưới. 4-10. Vâng, bà con cô bác mình có thể thấy bên phía đội bóng Sân Cây ở trận đấu này cũng thi đấu khá là nhẹ nhàng trước một đội bóng chủ nhà. Đập bóng rất mạnh, có thể nói là một pha đập bóng tính sơ sơ thì dẫn tốc bóng lên đến khoảng 500 km/h. Một pha đập bóng không thấy bóng luôn. Một pha đập bóng sẽ tăng màn đêm. Và ngày hôm nay chúng ta có thể thấy là những tình huống đập bóng rất mạnh của những đội bóng mạnh đến từ các vùng miền khác nhau của khu vực. Ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy là trận đấu này được chúng tôi tổ chức gọi là một trong những giải đấu rất là chuyên môn, đúng với gọi là niềm đam mê của tất cả các anh em ở khu vực trong và ngoài tỉnh Sóc Trăng mình. Bên cạnh đó khán giả thì xem rất là đông. Trận đấu này chúng tôi được tường thuật trên kênh Facebook Hoàn Toàn TV thì cũng được khán giả gọi là đánh giá là một trong những trận đấu rất là hay của giải đấu năm nay. Và điểm số tiếp tục thuộc về đội bóng đến từ chủ nhà 5-13. Hồi ấy. Trọng tài bên phía đội bóng chủ nhà có sự hồi ý như là đổi người, không phải hồi ý đâu là đổi người. Cầu thủ vừa mới được tung vào sân là cầu thủ mang áo số 15 bận một cái quần rất đẹp vào thi đấu, không biết anh ấy có nhảy nổi hay không, trọng tài cùng chờ xem. Vâng, như vậy anh ấy vừa mới vào thì điểm số là thuộc về đội bóng chủ nhà. Vâng, rất là hay. Và trở lại với trận đấu thì tiếp tục là chủ nhà phát bóng và cơ hội dành cho Sân Cây. Vẫn là một pha đập bóng rất mạnh nhưng bóng lại đi ra ngoài. Có thể thấy là cầu thủ mang áo số 15 bên phía bóng chủ nhà vô đã có 2 điểm liên tiếp dành cho đội bóng của mình. 7-13. Vâng, vẫn cơ hội dành cho chủ nhà, rất hay. Vẫn còn cơ hội dành cho đội bóng Sân Cây. Một pha bỏ lỡ như vậy đã có một tình huống có thể nói là bỏ lỡ thành công và điểm số thuộc về Sân Cây. Như vậy điểm số là thuộc về đội bóng chủ nhà sau một tình huống lỗi qua mất của cầu thủ Sân Cây. 9-13 để mà đem lại điểm số cho đội chủ nhà. Một pha đập bóng rất mạnh và điểm số là 14-9. Cầu thủ chủ nhà hãy kiểm tra dụng cụ của mình có còn xài được hay không. Khá là nguy hiểm mà tình huống vừa rồi. Mình thi đấu mình hãy cẩn thận đồ chơi của mình. Làm gì làm, đừng có để về nhà mất đồ chơi. Điểm số là 10-14. Một pha đập bóng này đó là sẽ tốt, mình sẽ ổn. Pha bóng dành cho chủ nhà 10-14. Một pha bóng rất là cao. Bỏ cơ hội dành cho Sân Cây. Đập bóng ngoài, điểm dành cho chủ nhà 11-14, khoảng cách chỉ còn là 3 điểm mà thôi. Anh em chủ nhà cố lên, khán giả đang cổ vũ rất là nhiệt tình cho đội bóng chủ nhà. Gọi là cơ hội dành cho chủ nhà. Không được rồi, nhưng mà bên phía bóng Sân Kê đã có một tình huống chắn bóng thành công. Và điểm là 15-11 nghiêng về Sân Kê. Anh em chủ nhà cố lên.
Cơ hội dành cho chủ nhà đập bóng rất mạnh và điểm số thuộc về đội bóng đến từ chủ nhà. Một cầu thủ siêu to khổng lồ bên phía chủ nhà đã có một tình huống ghi điểm vừa rồi. 12-15. Phát bóng ngoài. Điểm số là 16-12 nghiêng về bóng đến từ sân cây. Và cơ hội dành cho đội bóng chủ nhà đập bóng. Bóng đi ra ngoài. Vừa rồi có một tình huống đập bóng rất mạnh nhưng rất tiếc bóng lại đi ra ngoài tiếp tục. Nhưng cuối cùng đã điểm số thuộc về đội bóng đến từ sân cây. Lỗi va chân của một cầu thủ bên phía đội bóng chủ nhà. Thì đấu ở chủ công số 4 bên phía đội bóng chủ nhà. 19-12. Và đây tiếp tục là cơ hội dành cho đội bóng chủ nhà. Như vậy lại một lần nữa điểm số là thuộc về sân cây. 20-12. Vâng, như vậy đã có một tình huống đội bóng không thành công. Và điểm số là 21-12. Anh em đội thi đấu ngày hôm nay lại là một pha đội bóng không thành công của cầu thủ mang áo số 15 bên phía đội bóng tiêu nha. Anh cái vô. Vẫn là cầu thủ mang áo số 15. Tiếp tục là sân kê tổ chức tấn công. Một pha đập bóng rất mạnh và điểm số tiếp tục thuộc về sân kê. Và điểm số hiện tại là 23-12. Quan khoảng cách đang là 11 điểm nghiêng về sân kê. Một trận đấu nhẹ nhàng của anh em đến từ sân kê Long Phú. Vẫn là cầu thủ mang áo số 15. Cầu thủ này vừa mới vào sân đã có 3 điểm. Bây giờ anh ấy đã phá hoại 3 điểm. Quê. Điểm số cuối cùng thuộc về sân cây 24-12. Cơ hội cho chủ nhà. Như vậy anh ấy đã có biểu hiện chán nản, không muốn thi đấu nữa và kết thúc trận đấu thứ hai. Xin chúc mừng anh em sân cây đã giành chiến thắng với tỷ số là 25-12. Mong các anh em sân cây ngày mai có mặt đúng 8 giờ tại ban tổ chức, cũng như là mong anh em hãy có một cái trang phục chỉnh tề để cho chúng ta thi đấu đem lại coi không khí đẹp mắt cho bà con của bác mình được xem. Và ngày mai chúng tôi cũng có mời đến gọi là đài truyền hình để mà làm phóng sự cho ban tổ chức tôi. Mong các anh em hãy hợp tác. Quay trở lại với trận đấu thứ hai là giữa đội bóng bên Khai Giang và đội bóng phường 9 thành phố Sóc Trăng là cao. Và chúng ta hãy cùng chờ xem đội bóng nào sẽ xứng đáng giành vé vào chơi vòng sau đây. Những tình huống có thể nói là khởi động trên lưới có thể nói rất là mạnh của cả hai đội. Đang theo dõi trận đấu thứ hai, ngày thi đấu đầu tiên ngày hôm nay, giải bóng chuyền Khmer mở rộng trên cúp Sơn Mỹ lần thứ hai. Và trận đấu quý vị và các bạn chúng ta tiền đang theo dõi đó là giữa đội bóng Bân Khai Giang và đội bóng Phường 9. Đội bóng Bân Khai Giang ra sân với trang phục áo màu xanh trắng, còn bên phía đội bóng Phường 9 ra sân với trang phục màu áo đỏ. Mình cứ gọi là lông sáu, gọi là đọc như vậy đi để cho tiện theo dõi, tại vì hai đội có một trang phục có thể nói là khá là giống nhau. Vậy hai đội đang bắt tay làm thủ tục chuẩn bị vào sân thi đấu. Và chúng tôi xin mời hai đội chúng ta hãy đứng ngay vị trí của mình để mà chúng ta cho trọng tài hãy xem vị trí thi đấu của hai đội bóng ngày hôm nay. Và chúng ta hãy cùng chờ xem một trong những trận đấu này nói rất là hấp dẫn giữa đội bóng đến từ Phường 9 và đội bóng đến từ Bân Khai Giang. Đội bóng Bân Khai Giang ở bên phía tay cho đội bóng của mình ở set đấu đầu tiên trận đấu thứ hai ngày hôm nay. Và chúng ta hãy cùng hướng về sân vận động cũng như là trận đấu này để xem đội bóng nào sẽ bóng xuất sắc giành vé vào chơi ở vòng sau đây. Quá là hấp dẫn ngay ở những gọi là phút thi đấu đầu tiên. Vẫn là một tình huống chuyền bóng sau đó đập bóng vào vị trí số 2, một pha đập bóng rất mạnh vẫn còn như vậy đã có. Còn một phát bóng sau đó vị trí số 4 vẫn còn. Tiếp tục bóng vẫn còn trong sân như vậy đã có một hướng. Như vậy chúng ta sẽ được đưa được bóng vào khi ăn và tấn công phòng ba hàng trắng của điểm số được nâng lên 4-2 dành cho bóng đến từ Phường 9.
vẫn là một đường chuyền bóng sao đầu như thế nào đây, không thành công rồi, điểm số lại được nâng lên. Vẫn là một đường chuyền bóng tấn công vào vị trí số 2. Bóng vẫn còn trong sân như thế nào đây, đặt bóng rất mạnh và điểm số đạt tiếp tục thuộc về đội bóng đến từ phương chính 6-2. Cơ hội tấn công dành cho đội bóng bên phía Long, một pha đặt bóng rất mạnh của Hiếu nhưng bóng này không qua lưới cho đội bóng phương chính. Tiếp tục là một tình huống đảo bóng tốt của bên phía Long như thế nào đây, vẫn còn một pha bóng để nói ra rất là hồi hộp. Một lần nữa được bên phía Long ghi ở tình huống vừa rồi, một pha thế đó là đặt bóng, điểm số đã được nâng lên dành cho đội bóng phương chính. Vâng, những tình huống này đó là biểu diễn ở trên sân của cả hai đội trong trận đấu này. Vâng, một pha, vâng, vẫn là cơ hội dành cho bóng bên phía như nào đây, một pha đặt bóng rất mạnh, một tấn công như vậy bóng đã đi ra ngoài và điểm số được thủ chính của các cầu thủ bên phía bóng thủ chính lên lại không thành công. Vâng, là những tình huống phải đó, bóng lại một lần nữa đi ra ngoài, trời bóng thủ chính, một pha đặt bóng rất mạnh nhưng không chiến thắng được hàng cản bên phía bóng bên phía. Điểm số đã được rút ngắn xuống còn 90, chỉ còn là một điểm. Vâng, rất là hồi hộp và rất là hay ở trận đấu thứ hai, trận đấu đầu tiên này. Cả hai đội đều chứng tỏ bản lĩnh của mình bằng cách những tình huống đặt bóng rất mạnh. Vẫn là một tình huống chuyền bóng đặt bóng nhanh thành công. Phát bóng ngoài trên kênh fanpage của ban tổ chức đó là Hoàng Toàn TV cũng như là kênh YouTube Hải Sóc Trăng. Bà con mắc mình hãy vào bấm like, bấm chia sẻ để ủng hộ cho anh em làm fanpage cũng như là làm YouTube. Cho đội bóng bên phía gọi là một pha đập bóng rất mạnh của Hiếu. Trời hôm nay thời tiết mát luôn, dễ chịu. Một pha bỏ lỡ không thành công, gọi là cơ hội cho Phương Chính đi vào đây. Lại là một pha bỏ lỡ rất tuyệt vời. Điểm số đã được nâng lên là 16-12. Bóng vẫn còn trong sân ra đây, một pha đặt bóng rất mạnh, bóng chạm tay trắng đi ra ngoài. Điểm số tiếp tục thuộc về bóng phương chính là 17-12, khoảng cách đang là 5 điểm. Có thể thấy là hai đội thi đấu rất là hay ở set đấu đầu tiên trận đấu thứ hai ngày hôm nay. Vẫn là cơ hội chơi bóng bên kia, đặt bóng rất mạnh vẫn còn. Vẫn là những huống tàn phá bóng rất tốt nhưng điểm số lại thuộc về đội bóng đến từ bên kia 13-17. Bóng đến từ phương chính, vẫn là cơ hội dành cho phương chính, một pha đặt bóng không qua lưới, điểm số tiếp tục thuộc về bên Khai Giang 14-17, khoảng cách đang là 3 điểm. Vẫn là như thế nào đây, một pha chuyền bóng tấn công ở vị trí số 2, đặt bóng bên Khai Giang như thế nào đây Hiếu, một pha đặt bóng rất mạnh của Hiếu nhưng không thể nào chiến thắng được hàng trắng bên phía đội bóng bên phương chính. Và điểm số là 19-14, khoảng cách đang là 5 điểm. Cũng là cơ hội dành cho đội bóng bên phía Giang, một pha tấn công vị trí số 4 vẫn còn trong sân, vẫn là một tình huống bỏ lỡ tốt. Điểm số như vậy đã có một pha đặt bóng, đặt bóng không những người khen rất là hay cho cả hai đội bóng ngày hôm nay. Vẫn là cơ hội dành cho đội bóng phương chính đi nào đây, một pha đập bóng vào. Vẫn là tấn công dành cho đội bóng đến từ phương chính. Như vậy điểm số tiếp tục thuộc về phương vẫn còn. Tiếp tục là nhìn xuống tổ chức tấn công của cả hai đội, đập bóng rất mạnh 24-22. Vẫn cơ hội dành cho đội bóng phương chính, một pha bỏ lỡ không thành công và kết thúc trận đấu đầu tiên với phần thắng thuộc về phương chính là 25-22 khai ngày hôm nay. Nhưng cuối cùng đội bóng phương chính đã giành chiến thắng. Theo dõi là trận set đấu thứ hai, trận đấu thứ hai ngày hôm nay, đội bóng phương chính nằm ở bên phải màn hình nhỏ của quý vị và các bạn đang xem, còn đội bóng Bân Khí Giang phải nằm ở bên phía màn hình trái, màn hình nhỏ quý vị các bạn đang xem. Ngày hôm nay thời tiết rất là mát mẻ, rất là phù hợp cho tất cả các anh em thi đấu ngày hôm nay. Thì hiện tại thì thời tiết chúng ta đã xuống khoảng 8
độ C mà thôi, rất là mát mẻ. Có một số nơi đã có tuyết rơi và anh em chúng ta đã cảm thấy rất là hào hứng khi có tuyết rơi giữa mùa hạn khô cạn năm nay. Rồi chúng ta hãy trang bị, gọi là chuẩn bị sân bãi cho các anh em thi đấu. Sân của chúng ta là một trong những sân động được quý như là đẹp nhất thế giới, một trong những sân động lớn nhất thế giới, thậm chí rộng đến nỗi chúng tôi cất gạp tại sân động luôn. Và chúng tôi cũng trồng cây như là cây chuối, cây chanh và một số cây thông dụng khác. Mong các anh em mình hãy lưu ý. Quay và dạch trong bà co lại nạ hội cầm bỏ. chừng nào rồi như vậy là trọng tài chính đã thôi còi chuẩn bị bắt đầu trận đấu giữa đội bóng Phường Chính và đội bóng Bân Khởi Giang. Đội bóng Bân Khởi Giang là đội bóng đương kim vô địch giải bóng chuyền năm 2023 được tổ chức tại sân Đồng Sơn Mỹ của chúng tôi. Và năm nay năm 2024, liệu đội bóng Bân Khởi Giang có bảo vệ thành công chiến dịch hay không? Chúng ta cùng chờ xem. Đang đứng trước đội bóng Bân Khởi Giang đó là đội bóng Phường Chính, một trong những ứng cử viên cho chiến dịch ở giải đấu năm nay. Chuẩn bị được bắt đầu. Đội bóng Phường Chính nằm ở bên phía màn hình phải, quý vị và các bạn đang xem trên màn hình. Và bên phía đội bóng Bân Khởi Giang ở bên phía màn hình trái, màn hình quý vị và các bạn đang xem. Và trận đấu này thì chúng tôi trực tiếp trên kênh Fanpage Hoàn Toàn TV. Mong bà con của bác mình hãy vào đó bấm like, bấm follow, theo dõi ban tổ chức chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Và điểm số đầu tiên đã thuộc về đội bóng đến từ Bân Khởi Giang. Hãy xem những món điểm máu Giang hả? Phần chính hàng nhé. Hãy xem những trò lõm. Rồi điểm số đã được sang bằng là 1-0. Học chóng đã đối cho. Như vậy điểm số đã được nâng lên là 2-1 dành cho đội bóng Bân Khởi Giang. Thì gạch ở lơi cho rồi, không có chân bơ cho lắm. Tiếp tục là phạt bóng dành cho đội bóng Bân Khởi Giang. Đội đương kim vô địch đoàn đối đầu với đội bóng Phương Chính. Điểm thuộc về đội bóng Phương Chính sau một pha tổ chức tấn công nhanh của các cầu thủ đến từ Phương Chính. Và điểm số là 2-2. Quý vị các bạn đang kinh điển về đội Bân Khởi Giang và đội Phường Chính thành phố Sóc Trăng. Và hiện tại chúng ta đang theo dõi là set 2 ở trận đấu thứ hai ngày hôm nay. Vẫn là Thi một pha đập bóng khéo của Thi và điểm số được sân bằng là 3-3. Cơ hội dành cho đội bóng Phường Chính tổ chức tấn công rất nhanh, một pha tổ chức tấn công ở vị trí số 3 rất khéo của đội bóng Phường Chính thành phố Sóc Trăng và nâng điểm số lên là 4-3. Có thể thấy là những pha phối hợp tổ chức tấn công rất là khéo của cả hai đội trong trận đấu này. Vẫn là khối dành cho Bân Khởi Giang, vẫn là Thi đập bóng tốt, điểm sống đều. Tên đập bóng rất mạnh mạnh, đã rơi phần sân bên phía đội bóng Bân Khởi Giang. Và điểm số trở lại với Phương Chính là 5-4. Một trong những trận đấu rất hay, một trận đấu được ví như là trận chung kết sớm ở giải đấu năm nay. Trước đội đương kim vô địch Bân Khởi Giang và đội Phường Chính thành phố Sóc Trăng. Vẫn còn cơ hội dành cho đội Phường Chính phản công. Một pha bỏ lỡ không. Tiếp tục là dịch lưỡng tranh chấp khu vực trên sân và điểm số tiếp tục thuộc về Phường Chính thành phố Sóc Trăng. 6-4. Đấu và chúng ta cùng chờ xem kết quả sẽ như thế nào. Cơ hội. Như vậy điểm số đã thuộc về đội bóng đến từ Bân Khởi Giang. Tức là một tình huống đập bóng rất mạnh của cầu thủ bên phía đội bóng Phường Chính và điểm số tiếp tục thuộc về Phường Chính là 7-0. Vâng, rất là kịch tính và ra tình huống ở trên sân. Bóng vẫn còn, tiếp tục là phản công dành cho đội bóng đến từ Bân Khởi Giang và là cơ hội dành cho Phường Chính. Một pha xử lý lỗ không thành công. Vẫn là những huống phòng thủ tốt của hai đội. Một pha tổ chức tấn công nhanh ở vị trí số 3 và điểm số tiếp tục thuộc về đội bóng đến từ Phương Chính 8-7 và dành cho đội bóng Bân Khởi Giang. Như vậy điểm số đã thuộc về đội bóng Bân Khởi Giang. Cơ hội dành cho Phương Chính, đập bóng chạm tay trắng đi ra ngoài và điểm số thuộc về đội bóng đến từ Phương Chính nâng điểm số lên là 9-8.
8. Tấn công một pha chuyền bóng tấn công nhanh không hiểu ý nhau giữa các cầu thủ bên phía đội bóng phương chính, và điểm số là 10 đều. Và đây là cơ hội dành cho phương chính, một pha bỏ lỡ không thành công, và đây là cơ hội dành cho đội bóng đến từ Bắc Giang. Tiếp tục là cơ hội phản công dành cho Bắc Giang. Thi vẫn là một pha tranh chấp tốt của Thi bên phía đội bóng Bắc Giang, và điểm số hiện tại là 11-10. Vẫn một pha đập bóng đi ra ngoài, và điểm số lại một lần nữa thuộc về đội bóng Bắc Giang, 13-10. Rất là kịch tính ở set đấu này. Phản công tấn công dành cho đội bóng Phương Chính, cơ hội vẫn còn không kịp rồi. Như vậy điểm số cuối cùng là thuộc về đội bóng đến từ Phương Chính thành phố Sóc Trăng, 11-13. Hoàng Hiếu không thể nào chiến thắng được hàng phòng thủ bên phía đội bóng Phương Chính. Quả là một pha đập bóng rất mạnh, nhưng đã có một tình huống đỡ bóng không thành công, và điểm số là 12-13. Khá là hấp dẫn. Và chúng ta cùng chờ xem Bắc Giang thấy đập bóng công chiến thắng được tay trắng bên phía đội bóng Phương Chính, điểm số là 13 đều. Vâng, khá là hấp dẫn ở cặp đấu này, set đấu thứ hai, trận đấu thứ hai ngày hôm nay, đội nào sẽ đội giành chiến thắng đây, quá là hấp dẫn rồi. Như vậy đã có một tình huống bạo bước bóng không thành công, và điểm số đã thuộc về đội bóng đến từ Phương Chính, 4 điểm nghiêng về Phương Chính thành phố Sóc Trăng ngày hôm nay. Vâng, lại là cơ hội dành cho đội bóng Bắc Giang, cơ hội dành cho Phương Chính phản công như thế nào đây. Một pha đập bóng có thể nói là rất là mạnh, một pha đập bóng có thể nói là bóng đi với vận tốc nhìn sơ sơ tầm khoảng 300 km/h, một pha đập bóng chẳng khác gì quả tiễn của Ukraine bắn tới Nga. Cơ hội dành cho Bắc Giang, vẫn là Hiếu, vẫn là phản công dành cho đội bóng Phương Chính thành phố Sóc Trăng, bỏ lỡ không thành công, và đây tiếp tục là cơ hội dành cho Bắc Giang. Tôi nói là hai đội thi đấu phòng thủ rất là tốt, rất là nỗ lực, như nào đây không kịp rồi, và điểm số đã được các cầu thủ Phương Chính nâng lên là 16-13. Khoảng cách đang là 3 điểm dành cho đội bóng đến từ Phương Chính. Anh em Bắc Giang cần phải nỗ lực và cố gắng nhiều hơn. Cãi nông thôn mà thôi, ai cướp được cướp tự do đi, anh cướp hoài thì bóng cũng còn hai trái này mà thôi. Rồi chúng ta có thể cảm nhận được là những tình huống tổ chức tấn công khá là bài bản và đẹp mắt bên phía đội bóng Phương Chính thành phố Sóc Trăng, và kết quả là điểm số thuộc về đội bóng của mình. Quảng cầu dành cho đội bóng đến từ Bắc Giang, như nào đây Thi, lại là một pha đập bóng đi ra ngoài của Thi bên phía đội bóng Bắc Giang hay không. Nhưng vậy là vừa rồi có một tình huống có biểu hiện chán nản của Thi bên phía Bắc Giang. Cơ hội dành cho Bắc Giang, Bắc Giang có lên, đập bóng không qua lưới, điểm số là 23-15. Vâng, rất tiếc ở tình huống vừa rồi. Đội đương kim vô địch năm nay sẽ thi đấu như thế nào, và đang gặp khó khăn trước đội bóng Phường Chính thành phố Sóc Trăng. Quân điểm số tiếp tục thuộc về đội bóng Phương Chính, và điểm số cuối cùng là 24-15. Điểm số cuối cùng dành cho đội bóng đến từ Phương Chính thành phố Sóc Trăng. Đội đương kim lịch liệu năm nay có chia tay sớm với mùa giải hay không, chúng ta cùng chờ xem. Rất tiếc, một trong những trận đấu rất hay, một trong những trận đấu được quý như là trận chung kết sớm của giải đấu năm nay, chúng ta lại phải chia tay với đội bóng đến từ Bắc Giang. Như vậy đã có một tình huống ăn điểm ở tình huống đầu tiên. Bây giờ cứ qua là ăn đi làm sao đâu, anh cũng có. Như vậy xin chia buồn cùng với các anh em đến từ Bắc Giang, xin chia buồn với đội đương kim vô địch 2023, và xin chúc mừng các anh em đến để xác định 8 đội vào chơi ở vòng sau vào ngày mai. Cặp đầu tiên giữa bóng chủ nhà và đội bóng Sang Ke, cặp thứ hai giữa Bắc Giang và đội bóng Phường Chính, và cặp thứ ba giữa Bân Cốc và Phường 2 chuẩn bị được diễn ra, và cặp thứ tư giữa Bố Thảo và Sóc Dầu, và cặp thứ năm giữa Xà Lan và Bân Chóp, cặp thứ sáu giữa Trần Đề và đội bóng Hòa Với, cặp thứ bảy giữa Phú Tức và Phường 3, và cặp cuối cùng, cặp thi đấu thứ tám là giữa Đai Úi và đội bóng Phường 10.
để xác định ra 8 đội bóng sẽ vào chơi vào trận tứ kết vào ngày mai. Và ngày mai tôi cũng xin thông báo cho tất cả các anh em vận động viên mình được biết là chúng ta sẽ một lần nữa chúng ta bốc thăm để mà xác định gọi là cặp đấu. Và sau khi thi đấu xong trận tứ kết thì chúng ta sẽ một lần nữa chúng ta bốc thăm để chọn ra các cặp đấu ở các trận bán kết. Vâng, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các đội rất nhiều. Hãy thi đấu với một tinh thần thể thao trung thực. Vâng, xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Rồi. Trọng tài, xin mời trọng tài chính ạ. Trọng tài chính, chúng ta hãy ra sân điều khiển trận đấu này. Trời nắng rồi, chúng ta hãy cố gắng gọi là tận dụng thời gian. Xin mời tổ trọng tài biên, chúng ta hãy chuẩn bị vào sân điều khiển trận đấu tiếp theo giữa đội bóng Bưng Cốc và đội bóng Phường 2. Còn đội bóng Phường 2 ra sân với trang phục màu áo tự do. Đội bóng Bưng Cốc đang khởi động lưới. Và bên phía đội bóng Phường 2 cũng như vậy. Trọng tài chính ơi, chúng ta hãy cho cầu thủ mỗi bên khởi động 6 trái. Và chúng ta hãy cho trận đấu bắt đầu. Ta hãy bắt tay nhau để mà chuẩn bị thi đấu xét đấu đầu tiên trận đấu thứ 3 ngày hôm nay. Rồi trận giữa đội bóng Phường 2 và đội bóng Bưng Cốc. Đội bóng Bưng Cốc ra sân với trang phục áo màu đỏ, còn đội bóng Phường 2 ra sân với trang phục màu áo tự do. Và chúng ta cùng chờ xem hai đội thi đấu như thế nào đây. Những tình huống đầu tiên thuộc về đội bóng đến từ Phường 2. Như vậy là điểm số vẫn chưa được ghi, vẫn cơ hội dành cho đội bóng Bưng Cốc như thế nào đây. Một pha đập bóng rất mạnh và điểm số đầu tiên đã thuộc về đội bóng đến từ Bưng Cốc. Như vậy điểm thuộc về đội bóng đến từ Phường 2 sau một pha phá bóng chạm mức của đội bóng đến từ Bưng Cốc. Một điều khiển rất là chính xác ở những tình huống vừa rồi. Còn cơ hội dành cho đội bóng Bưng Cốc. Vẫn còn cơ hội dành cho đội bóng Phường 2 ra đây. Một pha đập bóng rất mạnh và những tình huống tổ chức phòng thủ tốt. Như vậy đập bóng không vào lưới. Điểm số tiếp tục thuộc về đội bóng đến từ Phường 2. Còn tiếp tục là tấn công dành cho đội bóng Bưng Cốc. Đập bóng đi đó. Còn tiếp tục là tấn công dành cho đội bóng đến từ Bưng Cốc. Chỉ tạo ra một pha bảo lỏng không thành công. Vẫn còn cơ hội dành cho Bưng Cốc. Đập bóng rất mạnh, bóng trong sân. Như vậy là một cầu thủ bên phía đội bóng Bưng Cốc đã tiếp tục ghi điểm dành cho đội bóng của mình. 4. Vẫn là tấn công dành cho đội bóng đến từ Phường 2 ra đây. Một pha đập bóng rất mạnh nhưng không thể nào chiến thắng được bên phía đội bóng Bưng Cốc. Vẫn còn cơ hội dành cho Phường 2. Vẫn là một tình huống bảo lỏng. Vẫn là cơ hội cho Bưng Cốc đập bóng rất mạnh nhưng bóng lại đi ra ngoài. Một tài ngang sức với nhau ở những tình huống điểm đầu tiên. Vẫn là cơ hội cho cả hai đội. Như vậy điểm số đã thuộc về đội bóng Bưng Cốc. Đã có một. Vẫn là phản công dành cho đội bóng đến từ Phường 2. Đập bóng rất mạnh. Như vậy đã có điểm số sang bằng là 5 đều. Vẫn là cơ hội dành cho đội bóng đến từ Bưng Cốc như thế nào đây. Đập bóng rất mạnh nhưng bóng lại đi ra ngoài. Và điểm số tiếp tục thuộc về Phường 2. 7-5. Bỏ pha bảo lỏng không thành công. Như vậy đã có một tình huống điểm số thuộc về đội bóng đến từ Bưng Cốc. Đội trọng tài của chúng tôi ngày hôm nay điều khiển rất là chính xác ở những tình huống ở trên sân. Vẫn là cơ hội cho Phường 2 đập bóng không qua lưới. Điểm số được sang bằng là 7 đều. Vẫn là cơ hội cho Phường 2 đập bóng lại một lần nữa không qua lưới. Điểm số là 8-7 nghiêng về bóng đến từ Bưng Cốc. Phát bóng ngang điểm trực tiếp. Điểm số là 9-7 của mình. Đội bóng Phường 2 cần phải nỗ lực và cố gắng nhiều hơn. Như vậy là con tình huống bỏ lỡ không thành công. Và điểm số được nâng lên là 10-7 nghiêng về Bưng Cốc. Tủ sắm đi đó mà. Như vậy là có một tình huống xử lý đánh trái của một cầu thủ bên phía đội bóng Phường 2. Vâng, anh ấy đã quan sát một cầu thủ bên phía đội bóng Bưng Cốc không đi lên và anh ấy đã có một hướng bỏ lỗi thành công. 8-10.
cơ hội vẫn còn cho đội bóng đến từ Bangkok như thế đây. Một pha chuyền bóng ở vị trí số 2 đã tấn công thành không thành công và điểm số thuộc về đội bóng đến từ phường 2 9-10. Có cuối mà có được lựa chọn đâu. Điểm số là 12-9. Vâng, vẫn còn cơ hội cho đội phương hai thế nào đây. Một pha gọi là qua bóng an toàn. Bóng là cơ hội cho Bắc Cấp đập bóng rất nhanh. Bóng lại một lần nữa được. Vẫn cơ hội dành cho đội bóng phương hai. Pha đập bóng khá là mạnh. Vẫn còn cơ hội dành cho đội bóng phương hai. Cái gì cái bài gì của hàng đầu ông ta đó là gì một bộ lỗ không thành công. Một pha như thế đây, một pha gọi là tấn công nhanh rất đẹp bên phía đội bóng đến từ Bangkok cấp và điểm số được nâng lên là 15-10. Vâng, vừa rồi chúng ta sẽ thấy là bên phía bóng Bangkok cấp đã tổ chức tấn công rất là tốt ở tình huống vừa rồi. Một pha tấn công nhanh. Vâng, vẫn còn cơ hội dành cho đội bóng Bắc Cốc. Chỉ bóng sáu đầu đã bóng rất mạnh, bóng chạm tay trắng đi ra ngoài. Và điểm số tiếp tục thuộc về đội bóng đến từ Bắc Cốc 16-10. Cú vô sân này dễ nổ không ta? Vâng, chúng ta cùng chờ xem bên phía phương hai tấn công như thế nào đây. Một pha qua bóng an toàn. Vẫn là cơ hội dành cho đội bóng đến từ Bắc Cốc. Đập bóng rất mạnh nhưng bóng lại đi ra ngoài. Và điểm số thuộc về đội bóng phương hai 11-16. Nhưng cùng hai pha bóng còn cơ hội dành cho đội bóng đến từ bóng cái đập bóng rất mạnh nhưng đây còn bên kia là bóng phương hai đã phòng thủ tốt ở tình huống vừa rồi. Một pha đập bóng rất nhanh nhưng cái việc không thể nào làm khó được các cầu thủ bên kia đội bóng mình. Như vậy tiếp tục bên tình cho đội của mình điểm số là 18-15. Vẫn là cơ hội dành cho đội bóng phương hai đập bóng rất mạnh nhưng vẫn còn trong sân. Vẫn là một tình huống qua bóng an toàn. Cơ hội dành cho phường 2. Lại một lần nữa dành cho phường 2. Đập bóng đi ra ngoài rồi. Và điểm số tiếp tục thuộc về đội bóng Bưng Tốc 20-15. Khoảng cách ta là 5 điểm. Liên tục là những tình huống có thể nói là đập bóng rất mạnh của cả hai đội. Tiếp tục điểm số thuộc về đội bóng Bưng Tốc 21-15. Bóng mất con không kịp rồi. Bóng đã đi ra ngoài và điểm số là 22-15. Bóng Bưng Cốc đang hơi nhịn hơn một chút so với đội bóng phường 2. Nhưng vừa rồi đã có một huống nhảy lên phát bóng không thành công. Và điểm số tiếp tục thuộc về phường 2 16-22. Bưng Cốc và điểm số được phường 2 ghi 17-22. Đập bóng không vào lưới, điểm số lại một lần nữa thuộc về phường 2, 18-22. Quá là hồi hộp, liên tiếp là 3 điểm dành cho đội bóng phường 2. Tốt, tốt. Tiếp tục. Như vậy là kết thúc set đấu đầu tiên với chiến thắng thuộc về đội bóng Bangkok với điểm số là 25-19. Vâng, xin chúc mừng các em Bangkok đã chiến thắng ở set đấu đầu tiên trận đấu thứ 3 ngày hôm nay. Vâng, trận đấu thứ tư chúng ta chuẩn bị được diễn ra là giữa đội bóng Bố Thảo và đội bóng Sóc Dâu. Xin mời hai đội bóng chúng ta hãy ra sân khởi động và chuẩn bị thi đấu ở trận đấu thứ tư set đấu đầu tiên ngày hôm nay. Vâng, xin trân trọng kính mời hai đội bóng. Bangkok cốc giành chiến thắng thì sẽ giành vé thứ ba vào chơi ở trận tứ kết vào ngày mai. Còn nếu như phường 2 giành chiến thắng thì chúng ta phải thi đấu ở set đấu thứ ba để xác định vé vào chơi vòng tứ kết vào ngày mai. Vào sân thi đấu ở trận đấu thứ ba set đấu thứ hai giữa đội bóng Bangkok cốc đến từ Thái Lan và đội bóng phường 2 đến từ thành phố Sóc Trăng.
Các bạn chúng ta chuẩn bị đang theo dõi trận đấu thứ hai, trận đấu thứ ba, set đấu thứ hai giữa đội bóng Bangkok và đội bóng Phường 2. Đội bóng Bangkok ra sân với trang phục áo màu đỏ, còn bên phía đội bóng Phường 2 ra sân với trang phục màu áo tự do. Và chúng ta hãy cùng cho xem set đấu thứ hai này, đội bóng Bangkok và Phường 2 thi đấu như thế nào đây. Phát bóng dành cho đội bóng đến từ Bangkok, phát bóng không qua lưới. Điểm số đầu tiên thuộc về đội bóng Phường 2 thành phố Sóc Trăng, 1-0. Vẫn là một pha qua bóng an toàn của Chí bên phía đội bóng Bangkok. Như vậy điểm số tiếp tục thuộc về đội bóng Phường 2. Một pha vẫn còn, trận đấu vẫn còn rất hay. Tiếp tục là một tình huống không hiểu ý nhau giữa các cầu thủ bên phía Bangkok. Điểm số đã là 4-0. Nghi phạt bóng đi ra ngoài. Điểm số là 1-4. Đầu chơi ở vòng tứ kết. Cơ hội dành cho đội bóng Bangkok như thế nào đây? Vẫn là những tình huống có thể nói là khá là lập chập bên phía đội bóng Bangkok. Như vậy Chí bên phía đội bóng Bangkok đã ghi điểm và tìm số là 2-5. Đập bóng ngoài. Điểm số thuộc về đội bóng Bangkok, 3-5. Điểm số tiếp tục thuộc về đội bóng Bangkok, 4-5. Bóng ôn dân chui mơ khinh lỏng nã chú pẹp ban tổ chức Tết Sam Akun. Anh em mình có thấy bóng ở đâu á, dùng nói với ban tổ chức để chúng tôi cử anh em đi lụng nè. Bắt một trái bóng rồi. Điểm số tiếp tục thuộc về đội bóng đến từ Bangkok, tỷ số là 5-0. Quần khá là kịch tính và hấp dẫn. Vâng, và đây là cơ hội dành cho đội bóng Phường 2. Một pha xử lý bóng không thành công. Và đây là cơ hội dành cho Bangkok. Đập bóng rất mạnh. Vâng, chủ công số 4 bên phía đội bóng Bangkok đã có một tình huống đập bóng ghi điểm số cho đội bóng của mình. Và điểm số hiện tại là 6-5. Nghiêng về Bangkok. Anh em Phường 2 cố lên. Khoảng cách chỉ là một điểm mà thôi. Vâng, và đây là cơ hội dành cho Phường 2. Một pha xử lý không thành công, bóng đi ra ngoài rồi. Một pha xử lý có ý đồ nhưng bóng lại đi ra ngoài. Không thành công, quả là cơ hội dành cho Bangkok. 3 điểm. Một pha đập bóng rất mạnh và điểm số cuối cùng vẫn thuộc về Bangkok, 10-6. Cơ hội dành cho Bangkok tấn công vào vị trí số 3, đập bóng thành công, bóng chạm tay trắng đi ra ngoài. Điểm số thuộc về đội bóng Bangkok, 12-7. Điểm số tiếp tục về Phường 2, 10. Bên phía đội bóng Phường 2 có cơ hội tấn công. Vẫn là một pha xử lý lỗ không thành công và đây là cơ hội dành cho Bangkok. Một pha đập bóng rất mạnh và điểm số đã thuộc về đội bóng đến từ Bangkok, 14-12. Lại một lần nữa, Bangkok tạm thời dương lên. Phạt bóng ngoài, điểm số thuộc về Phường 2, 13-15. Cơ hội dành cho đội bóng Phường 2, Bangkok vẫn còn rất hay, vẫn là tình huống phản công dành cho đội bóng Phường 2. Vẫn là cơ hội tấn công dành cho đội bóng Bangkok như sao đây? Điểm số đã thuộc về đội bóng Phường 2, 14-15. Ngoài tình huống vừa rồi thì một cầu thủ bên phía Bangkok đã có một tình huống chạm lưới. Vâng, và cơ hội dành cho đội bóng đến từ Phường 2 sang bằng điểm số. Cơ hội dành cho Phường 2. Vẫn là cơ hội tiếp theo dành cho Phường 2. Cơ hội thứ hai. Như vậy đã có một tình huống lỗi kỹ thuật bên phía đội bóng Phường 2 và điểm số đã thuộc về Bangkok, 16-14. Cơ hội dành cho đội Phường 2 không được rồi. Vẫn là cơ hội tiếp theo dành cho Phường 2. Đập bóng chạm tay trắng và bóng đã rơi trong sân. Điểm số là 15-16. Khoảng cách chỉ là một điểm mà thôi. Anh em Phường 2
cố lên. Anh em Bưng Cốc cũng như vậy. Quang một pha đập bóng ở vị trí số 3 rất khéo của các cầu thủ bên phía Bưng Cốc. Và điểm số được nâng lên là 17-15. Quả cất đang tạo ra là 2 điểm đến từ Bưng Cốc. Một pha phạm bóng có ý đồ ở khu vực 3m trước sân. Đập bóng đi ra ngoài. Và điểm số đã được nâng lên là 18-15. Những pha phạm bóng cũng có thể nói là có ý đồ. Phạm bóng rơi ở khu vực 3m trước sân. Vâng, lại là một pha phạm bóng đi ra ngoài. Điểm số là 16-18. Cơ hội dành cho đội Bưng Cốc. Bỏ lỡ không thành công. Và điểm số là 17-18. Khoảng cách chỉ còn lại một điểm mà thôi. Anh em phường 2 cố lên. Anh em Bưng Cốc cũng như vậy. Quá là hấp dẫn, quá là kịch tính ở set đấu này. Và cơ hội dành cho Bưng Cốc. Một pha xử lý lỗ không thành công. Và đây là cơ hội tấn công tiếp theo dành cho đội bóng đến từ Bưng Cốc. Vẫn còn ra đây. Đó là một pha đập bóng. Vẫn còn cơ hội dành cho Bưng Cốc. Bỏ lỡ không thành công. Tiếp tục là Bưng Cốc có cơ hội. Như vậy không thành công rồi. Điểm số đã được sang bằng 18-18. Khá là hấp dẫn, khá là hồi hộp ở set đấu này. Vâng, hai đội đã thi đấu rất là xuất sắc. Vâng, vẫn còn cơ hội dành cho đội bóng Bưng Cốc. Như thế nào đây? Điểm số đã thuộc về đội bóng phường 2. 19-18. Vâng, phường 2 đã trở lại và vươn lên một điểm trước Bưng Cốc. Hai đội thay phiên nhau dẫn trước và bây giờ đã là 19-19. Chúng ta cùng chờ xem đội bóng nào sẽ tăng. Khá là hấp dẫn quý vị ơi. Và người thắng Bưng Cốc. Và cơ hội dành cho phường 2. Một pha đập bóng nhẹ nhàng. Một pha đập bóng có thể nói là may mắn đối với các cầu thủ của phường 2. Điểm số là 21-20. Bóng trong sân. Điểm số là 21-21. Khá là hấp dẫn, khá là hồi hộp. Quý vị chúng ta đang theo dõi trận đấu giữa Bưng Cốc và phường 2. Một trong những trận đấu có thể nói là siêu kịch tính. Tính cho tới thời điểm hiện tại, chặn bóng tốt. Điểm số thuộc về đội bóng Bưng Cốc 22-21. Lại một lần nữa Bưng Cốc đã dâng lên. Chúng ta cùng chờ xem phường 2 sẽ làm như thế nào đây. Quang đã trở lại với điểm số là 22-22. Khá là hồi hộp, khá là hấp dẫn. Và chúng ta cùng chờ xem đội bóng nào sẽ có mặt ở vòng sau và giành chiến thắng ở set đấu này đây. Khá là hồi hộp và đây là cơ hội dành cho Bưng Cốc. Một pha đập bóng chạm tay trắng và bóng vẫn còn trong sân và tiếp tục là cơ hội dành cho Bưng Cốc. Và đây là cơ hội dành cho Bưng Cốc. Vẫn còn tiếp tục là cơ hội dành cho Bưng Cốc. 100.000 được xem rồi kìa. Anh em phường 2 tối lên, anh em Bưng Cốc cũng tối lên. Quá là hấp dẫn rồi quý vị ơi. Một trận nhìn trận đấu siêu kịch tính thắng ở set đấu này đây. Quá Bưng Cốc phạm bóng. Vẫn còn cơ hội dành cho đội bóng Bưng Cốc. Đập bóng đi ra ngoài. 23-23. Khá là hấp dẫn, khá là hấp dẫn. Một trận nhìn trận đấu hấp dẫn tính cho tới thì hiện tại. Cơ hội dành cho đội bóng Bưng Cốc phản công tấn công. Đập bóng tốt. Và điểm số là 24-23 dành cho Bưng Cốc. Đội bóng phường 2 cố lên. Đội bóng Bưng Cốc cũng phải như vậy. Và chúng ta quá là hấp dẫn rồi. Pha bóng tấn ngoài lưới. Như vậy chúng ta. Cơ hội dành cho Bưng Cốc. Bỏ lỡ không thành công. Tiếp tục là cơ hội dành cho Bưng Cốc. Như thế nào đây? Đập bóng xử lý bóng tốt từ Bưng Cốc 25-24. Lại một lần nữa. Đập bóng ngoài. Như vậy là kết thúc set đấu thứ hai này. Bưng Cốc đã giành trước và giành chiến thắng với tỷ số là 26-24.
Như vậy Băng Cốc là cái tên tiếp theo vào chơi ở trận tứ kết vào ngày mai. Xin chúc mừng thứ tư ngày hôm nay. Đội bóng Sóc Dầu ra sân với trang phục áo màu xanh. Sóc Dầu cũng là một trong những địa phương có nền bóng chuyền rất là phát triển ở Sóc Trăng của chúng ta. Và chúng ta hãy cùng chờ xem ở trận đấu này Sóc Dầu có chiến thắng được đội bóng Bố Thảo hay không. Rất là nhiều cầu thủ nổi tiếng của Sóc Trăng sinh ra và lớn lên tại Sóc Dầu. Và đây những là những lứa trẻ tiếp theo, nhờ những tài năng gọi là của Sóc Dầu sẽ được thể hiện tại sân Vận động Sơn Mỹ của chúng ta. Và chúng ta cùng chờ xem Hoàng đang đứng trước đội bóng Sóc Dầu, đó là đội bóng Bố Thảo. Bố Thảo cũng là một trong những địa phương có nền bóng chuyền khá là phát triển. Năm nay Bố Thảo chiêu mộ một số cầu thủ đến từ thành phố Hồ Chí Minh thi đấu cho đội bóng của mình, và có đem lại chiến thắng trước đội bóng Sóc Dầu hay không, chúng ta hãy cùng chờ xem. Thôi, và ngày mai chúng ta hãy thi đấu với một trang phục chỉnh tề, lập danh sách ghi tên cho ban tổ chức để chúng tôi dễ kiểm soát các cầu thủ ở trên sân, cũng như là dễ kiểm soát vị trí thi đấu ở trên sân. Vâng, xin chân thành cảm ơn. Thắng 2 set vào chơi vòng sau. Và nếu như hai đội hòa nhau sau 2 set thì chúng ta sẽ thi đấu set 3 với 15 điểm và 8 điểm đổi sân. Vâng, xin thông báo đến tất cả các anh em mình được biết luôn. Quý vị và các bạn, chúng ta chuẩn bị theo dõi trận đấu giữa đội bóng Bố Thảo và đội bóng Sóc Dầu ở trận đấu thứ tư set đấu đầu tiên ngày hôm nay. Đội bóng Sóc Dầu ra sân với trang phục áo màu xanh, còn đội bóng Bố Thảo ra sân với trang phục màu áo tự do. Và chúng ta cùng chờ xem một nền bóng chuyền phát triển ở Sóc Dầu có chiến thắng được đội bóng Bố Thảo hay không, cũng là một trong những địa phương khá là nổi tiếng về bóng chuyền. Và chúng ta đang chuẩn bị cho đội bóng được bắt đầu. Chưa cởi nữa. Mới cha chát chơi mình chọn lực. Tháo trong tay em đi em đó. Xin mời tổ trọng tài, chúng ta hãy vào sân điều khiển trận đấu này. Và như vậy bên phát bóng đầu tiên là đội bóng đến từ Sóc Dầu. Đội bóng Sóc Dầu mang trang phục đó là xanh nước. Đội bóng Sóc Dầu phường 7 thành phố Sóc Trăng. Và đội bóng Bố Thảo. Còn cơ hội đầu tiên dành cho Bố Thảo. Một pha đập bóng chạm tay trắng đi ra ngoài. Và điểm số là 1-0, ghi bóng đến từ Bố Thảo. Sóc Dầu. Vâng, vẫn là cơ hội dành cho bóng Sóc Dầu vào đây. Trọng tài quyết định điểm số thuộc về đội bóng đến từ Bố Thảo 2-0. Vẫn là những tình huống phòng thủ tốt của bên phía đội bóng Sóc Dầu. Một pha gọi là không hiểu ý nhau của hai cầu thủ bên phía đội bóng Bố Thảo. Bắn trong bên phía đội bóng Sóc Dầu, thấy đập bóng rất mạnh chạm tay trắng đi ra ngoài, và điểm số là thuộc về Sóc Dầu 3-2. Vâng, những tình huống bật rất cao của cầu thủ bên phía Sóc Dầu đã ghi điểm dành cho đội bóng của mình. Vẫn còn cơ hội dành cho đội bóng Sóc Dầu, đập bóng rất mạnh nhưng lần này bóng lại đi ra ngoài, điểm số được sang bằng là 3-2. Bóng đều dành cho cả hai đội. Một pha nhảy lên, phát bóng rất mạnh nhưng lại đi ra ngoài. Điểm số được nâng lên là 15-14, nhưng giờ đội bóng đến từ Sóc Dầu phường 7 thành phố Sóc Trăng. Phát bóng dành cho Sóc Dầu. Cơ hội dành cho Bố Thảo ghi điểm ở tình huống này. Như thế nào đây? Đập bóng rất mạnh và điểm số đã thuộc về đội bóng đến từ Bố Thảo. Lại một lần nữa điểm số được sang bằng là 15-15. Các cơ hội những điểm số được hai đội thay phiên nhau ghi. Bên kia đội bóng Sóc Dầu, chúng ta hãy trân trọng cái quyết định của trọng tài. Trọng tài chúng tôi đã gọi là quyết định ở tình huống chúng ta không nên có những lời lẽ. Vâng, như vậy là điểm số được sang bằng là 16-16. Và cơ hội dành cho Sóc Dầu, đó là Thi bỏ lỡ rất tốt. Vâng, một pha quan sát lỗi của Thi bên phía bóng Sóc Dầu đã ghi điểm dành cho đội bóng của mình là 17-16. Cơ hội dành cho Bố Thảo theo đây.
đặt bóng rất mạnh vào bóng trong sân để tiếp tục được sang bàn làm. Điểm số lại một lần nữa thuộc về Sóc Châu. Sóc Châu đang tạm vươn lên là 18-17. Vâng, rất coi hợp khoảng cách chỉ là một điểm khá là mong manh. Cả hai đội cần phải nỗ lực và cố gắng nhiều hơn. Các phối hợp ở những tình huống có thể nói là tấn công của cả hai đội. Đó là cơ hội dành cho đội bóng Bố Thảo như thế nào đây? Một pha chuyền bóng sau đầu rất đẹp, đặt bóng rất mạnh nhưng không thể nào chiến thắng được hàng trắng bên phía đội bóng Sóc Châu. Và điểm số được ghi là 19-17. Cơ hội dành cho đội bóng Bố Thảo vào đây, đặt bóng rất mạnh nhưng bóng vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của Sóc Châu. Vẫn là những huống tấn công liên tiếp của Bố Thảo. Cơ hội dành cho đội bóng Bố Thảo được hướng này, đặt bóng rất mạnh nhưng vẫn còn. Vẫn là cơ hội dành cho cả đội. Bóng đã rơi trong phòng sân của đội bóng Bố Thảo và điểm số được Sóc Châu nâng lên là 21-17. Một pha đập bóng. Điểm số là cơ hội dành cho đội bóng Bố Thảo đi vào đây. Một pha xử lý không thành công và 24-18. Điểm số cuối cùng đang thuộc về bóng đến từ Sóc Châu, phường 7, thành phố Sóc Trăng. Cơ hội dành cho Bố Thảo tấn công vào tình huống này, đập bóng rất mạnh nhưng không vào lưới và chiến thắng ở set đấu đầu tiên đã thuộc về đội bóng Sóc Châu với 25-18. Và xin mời hai đội bóng tiếp theo ra sân thi đấu ở trận 5 giữa Sà Lan và Bưng Chóp. Còn xin mời hai đội bóng Sà Lan và Bưng Chóp chúng ta hãy chuẩn bị cầu thủ vào sân khởi động trong trang phục áo màu xanh. Cầu thủ bóng Bố Thảo ra sân với trang phục màu áo tự do. Ở set đấu đầu tiên thì đội bóng Sóc Châu đã giành chiến thắng trước đội bóng Bố Thảo ở điểm số là 25-18. Và set đấu thứ hai này chúng ta cùng chờ xem đội nào sẽ là đội giành chiến thắng đây. Và bên phía đội bóng phát bóng là đội bóng đến từ Hàng Nam phát bóng. Mày Minh lỡ hàng đối phạm mới không? Như vậy là bên phía Bố Thảo sẽ là bên phát bóng đầu tiên. Vâng, đây là cơ hội dành cho Sóc Châu. Đập bóng không thể nào chiến thắng như vậy đâu mà một pha phản công rất nhanh nhưng đập bóng không qua lưới và điểm số đầu tiên đã thuộc về đội bóng đến từ Sóc Châu. Một không. Anh em Bố Thảo cố lên. Vẫn là cơ hội dành cho Bố Thảo như sao đây? Quang một pha xử lý bóng tốt của một cầu thủ bên phía đội bóng Sóc Châu. 2-0. Cơ hội tiếp theo dành cho đội bóng Bố Thảo. Đập bóng rất mạnh với công. Như vậy đã có một trường hợp phòng thủ không thành công. Và điểm số tiếp tục là 3-0. Nghiêng về đội bóng đến từ Sóc Châu, phường 7, thành phố Sóc Trăng. Như vậy lại một lần nữa Sóc Châu đã dâng lên 4 điểm đầu tiên. 4-0. Anh em Bố Thảo cố lên. Hoàng Cô dành cho Bố Thảo tấn công. Đập bóng trên tay trắng nhưng bóng vẫn còn trong sân. Vẫn là cơ hội dành cho đội bóng Bố Thảo. Tiếp tục là Bố Thảo tấn công. Đập bóng không vàng trắng bên phía đội bóng Sóc Châu. Với điểm số là 5-0. Anh em Bố Thảo cố lên. Vâng, vẫn còn cơ hội dành cho Bố Thảo tấn công ở vị trí số 4. Một pha đập bóng và điểm số thuộc về đội bóng Bố Thảo 1-5. Cơ hội dành cho Bố Thảo. Tiếp tục là một pha đập bóng bằng tay trái của chủ công số 4 bên phía đội bóng Bố Thảo và điểm số là 2-5. Và một pha xử lý bóng được bằng cả hai tay. Quang một pha có thể nói là đập bóng rất khéo của cầu thủ bên phía Sóc Châu. 6-2.
Cơ hội dành cho Bố Thảo tấn công. Một pha tổ chức tấn công ở vị trí số 3 rất đẹp mắt của cầu thủ bên phía đội bóng Bố Thảo. Và điểm số được rút ngắn xuống còn 3-6. Chúng ta cũng cảm nhận được làm những pha tổ chức tấn công rất là đẹp mắt của cả hai đội ở tất cả mọi vị trí ở trên sân. Vẫn cơ hội dành cho Bố Thảo như thế nào đây? Bóng đã chạm cột giới hạn và điểm số đã thuộc về đội bóng Sóc Dù. 7-3. Vẫn cơ hội dành cho Bố Thảo đập bóng. Vẫn còn. Bóng chuyền Quang Phát. Cơ hội cho Bố Thảo đập bóng rất mạnh nhưng bóng lại đi ra ngoài. 11-5 dành cho đội bóng Sóc Dầu. Phạt bóng không qua lưới. Điểm thuộc về Bố Thảo. 6-11. Khoảng cách là 5 điểm. Anh em Bố Thảo cố lên. Mình lần duy thở dữ vậy trời. Tiếp tục là một tình huống phát bóng ăn điểm trực tiếp. 7-11. Bỏ lắp tình huống bỏ lại tốt nhưng vẫn còn. Vẫn là cơ hội dành cho đội bóng Sóc Dầu. Vẫn còn. Như vậy là điểm số đã thuộc về đội bóng Sóc Dầu. 12-7. Điểm số lại một lần nữa là thuộc về Sóc Dầu. 13-8. Khoảng 5 điểm. Có thể thấy hai đội thi đấu rất là quyết tâm giành chiến thắng. Nếu như Sóc Dầu giành chiến thắng ở set đấu này thì Sóc Dầu sẽ là cái tên tiếp theo vào chơi ở trận thứ kết. Còn anh em Bố Thảo nếu như giành chiến thắng ở set đấu này thì sẽ đưa trận đấu về vạch xuất phát. Và điểm số đã tiếp tục thuộc về Sóc Dầu. 14-8. Khoảng cách vẫn đang được duy trì là 6 điểm. Vâng, cơ hội tiếp tục dành cho đội bóng Bố Thảo. Như vậy đã có một thuộc chạm lưới của cầu thủ bên phía đội bóng. Vâng, vẫn là một pha đập bóng, có thể nói là đập bóng ở vị trí số 3 tốt của cầu thủ Sóc Dù. 15-11. Một pha bỏ lỡ tốt. Và điểm số tiếp tục thuộc về các anh em Bố Thảo. 12-15. Khoảng cách chỉ còn lại là 3 điểm mà thôi. Em set đấu này sẽ như thế nào? Và đây là cơ hội dành cho. Như vậy cơ hội điểm đã thuộc về Sóc Dù. 16-12. Dù phát bóng. Đập bóng không qua lưới. Điểm số là 18-14. Khoảng cách đang lại trở về với 4 điểm. Bóng vẫn còn trong sân và trận đấu vẫn tiếp tục. Tiếp tục là những tình huống đập bóng liên tiếp của cầu thủ mang áo số 19 bên phía đội bóng Sóc Dầu. Xin lỗi đội bóng Bố Thảo. 15-18. Bố Thảo đập bóng rất đẹp mắt và điểm số là trở về với Bố Thảo. 16-19. Là một điểm mà thôi. Bóng vẫn còn trong sân, cơ hội dành cho đội bóng Bố Thảo. Vẫn còn cơ hội. Như thế nào đây? Như vậy cuối cùng điểm số là thuộc về Sóc Dầu. 20-18. Rất tiếc ở tình huống vừa rồi các anh em Bố Thảo đã tấn công không thành công. Đập bóng không qua lưới. 19-22. Anh em Bố Thảo cố lên. Bên phía Sóc Dầu cũng như vậy. Như vậy bên phía đội bóng Sóc Dầu là có xin quyền hội ý 30 giây. Và điểm số tại là 19-22. Và đây là cơ hội dành cho Sóc Dầu. Như vậy có một pha đập bóng tốt. Và điểm số là 23-19. Anh em Bố Thảo cố lên.
Điểm số tiếp tục thuộc về Sóc Dầu 24-19. Đang đứng trước là điểm số cuối cùng dành cho đội bóng Sóc Dầu. Anh em Bố Thảo cố lên, vẫn còn cơ hội. Như vậy là set đấu thứ hai, chiến thắng đã thuộc về anh em đến từ Sóc Dầu với điểm số là 25-19. Như vậy là Sóc Dầu là cái tên tiếp theo vào chơi ở trận tứ kết vào ngày mai. Xin hẹn gặp các anh em vào lúc 8 giờ sáng ngày mai tại sân vận động của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn và cũng xin chia buồn đến các anh em đến từ Bố Thảo và hẹn gặp lại tất cả các anh em vào mùa giải năm 2025. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Và trận đấu tiếp theo là giữa đội bóng nè Xà Lan và đội bóng Bưng Chóp. Xin mời hai đội bóng tiếp theo ra sân khởi động. Ta hãy ăn uống cũng như là chuẩn bị điều khiển trận đấu tiếp theo giữa đội bóng Xà Lan và Bưng Chóp trong trận thứ 5 set đấu đầu tiên ngày hôm nay. Và cảm thấy là hai đội đang bước lên khởi động lưới rồi, và trận đấu đang được cảm nhận là khá là hấp dẫn ở trận tiếp theo này. Và chúng ta hãy cùng chờ xem 8 đội bóng ngày hôm nay sẽ có mặt ở vòng sau, đó là những đội bóng nào. Áo màu vàng và Bưng Chóp trong trang phục màu áo tự do. Lại đâu bọn ơi, lại đâu. Bốc lửa xanh. Hai dân làm thủ tục chọn sân chọn bóng không? Bên chọn sân thì cho bên kia chọn pháo. Bắt tay với nhau chuẩn bị đều gọi là thi đấu trận tiếp theo giữa Xà Lan và Bưng Chóp. Set đấu đầu tiên giải bóng chuyền Khmer mở rộng trên cúp xem Mỹ lần thứ hai. Vâng, như vậy là bên phía đội bóng nào sẽ là bóng gọi là giao bóng đầu tiên đây. Xin mời đội bóng Bưng Chóp sẽ là đội bóng phát bóng đầu tiên. Mình vô vị trí đứng cho trọng tài chúng tôi quan sát theo dõi vị trí ở trên sân. Vâng, như vậy là trận đấu được bắt đầu và bên phía đội bóng Bưng Chóp sẽ là đội bóng gọi là giao bóng đầu tiên, phát bóng đầu tiên. Như vậy là điểm số đầu tiên đã thuộc về đội bóng Bưng Chóp 1-0. Bà phôn dân chú bà phlọng ơi, phlọng nó cỏi nó sẽ nào đấy. Hải hải ngồi mày ăn bún ăn cơm hải cơm hả cơm thì nguyên dọn qua đây luôn đi chú đi dọn qua đây nè không ăn chung cũng được ăn người người không nội ăn chung có ai bắt đến các bạn. Như vậy đập bóng đi ra ngoài và điểm số tiếp tục thuộc về đội bóng Bưng Chóp. Tấn công dành cho Xà Lan theo đây. Đập bóng ở vị trí số 3. Bỏ lỡ không tấn công. Vẫn là cơ hội dành cho Bưng Chóp. Đập bóng rất mạnh nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Xà Lan. Trực tiếp nữa đó. Này trực tiếp clip rồi. Trực tiếp thứ 2. Vẫn là cơ hội dành cho Bưng Chóp. Đập bóng. Một pha bỏ lỡ không tấn công. Vẫn là cơ hội dành cho Xà Lan. Đập bóng rất mạnh. Vẫn là những huống cái đề nói là rất là tốt ở trên sân. Một pha bỏ lỡ rất tuyệt vời. Và điểm số cuối cùng đã thuộc về Xà Lan. Đập bóng không vào lưới và điểm số thuộc về đội bóng Bưng Chóp 5-2-6-2. Vẫn là không tấn công ở vị trí số 4 của đội bóng Bưng Chóp. Bỏ lỡ tốt và điểm số lần này đã thuộc về đội bóng Xà Lan 3-6-2. Đã có một tình huống xử lý thành công. Vẫn là khôi dành cho Bưng Chóp. Đập bóng rất mạnh nhưng vẫn còn. Điểm số tiếp tục được Xà Lan ghi 4-6. Vừa rồi chúng ta thấy được là một tình huống đập bóng rất mạnh nhưng không thể nào chiến thắng được hàng trắng bên phía đội bóng Xà Lan. Thời tiết chắc là mát không ạ. Vẫn là cơ hội cho Bưng Chóp. Đập bóng rất mạnh, bóng đã chạm tay trắng đi ra ngoài. Và điểm số tiếp tục thuộc về đội bóng đến từ Bưng Chóp 7-4. Sân vận động Sơn Mỹ ngày hôm nay cũng đã cảm nhận được một thời tiết rất là mát mẻ tại sân vận động Sơn Mỹ. Ở khu vực Tiền Giang, Cà Mau thì có thể nói là hạn hán đã ảnh hưởng đến bà con của bác. Nhưng ở đây thì thời tiết hiện tại theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn tỉnh Sóc Trăng vừa mới gửi cho Hải Sóc Trăng thì thời tiết hiện tại tầm khoảng là 11 độ C mà thôi. Rất là mát mẻ.
Bà con của bác mình đang cảm thấy rất là vui ở đây, hệ thống phun sương tự động cũng được trang bị tại sân bóng chuyền ngày hôm nay. Bên cạnh đó thì những trận đấu cũng được tường thuật trên kênh, được trực tiếp trên Fanpage gọi là Hoàn Toàn TV của trưởng ban tổ chức, đó là ông Lâm Phong, và những hình ảnh đẹp cũng sẽ được chúng tôi gọi là ghi lại và phát trên kênh YouTube Hải Sóc Trăng TV. Mong bà con của bác mình hãy vào bấm like, bấm chia sẻ để ủng hộ anh em. Thực xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Và trở lại với trận đấu thì điểm số là thuộc về đội bóng Sa Lan 6-8. Như vậy đã có số lượng khán giả lên đến khoảng 35.000 khán giả, một số lượng khán giả rất là đông. Có một số khán giả đến từ nước ngoài đã không ngại đường xá xa xôi đặt những chuyến vé từ máy bay đến đây để mà cổ vũ cho đội bóng của mình. Chẳng hạn như là có một số khán giả đến từ Bangkok của Thái Lan. Vâng, vẫn là cơ hội dành cho đội bóng đã đi ra ngoài rồi. Máy bay cũng có thể đáp tại sân vận động này. Sân vận động chúng ta cũng có thể trồng rất là nhiều loại cây như là cây chuối rồi này kia, gọi là phục vụ cho các anh em ăn uống nếu như trong quá trình thi đấu mình có đói bụng. Vâng, cơ hội dành cho bóng chớp, đập bóng đi ra ngoài và điểm số thuộc về Sa Lan 11-10. Sa Lan đang tạm dẫn trước với 1 điểm trước đội bóng Bưng Chóp. Cùng chờ xem ai sẽ là đội có mặt vào chơi ở vòng sau đây. Bưng Chóp tấn công, vẫn còn, vẫn là cơ hội dành cho. Như vậy điểm số đã thuộc về đội bóng Sa Lan 13-11. Chóp, một pha xử lý rất đẹp và điểm số cuối cùng đã thuộc về đội bóng Bưng Chóp 12-13. Khá là hấp dẫn những tình huống ghi điểm thay phiên nhau của cả hai đội ở trên sân. Vẫn là cơ hội cho đội bóng Sa Lan, đập bóng rất mạnh, một pha đập bóng ở vị trí số 3 của một cầu thủ khá là cao to bên phía đội bóng Sa Lan. Anh ấy cao khoảng 1m95 và cân nặng khoảng 125kg. Vâng, một cầu thủ khá là cao to bên phía đội bóng Sa Lan. Vâng, cơ hội dành cho đội bóng Sa Lan, tiếp tục trở lại với Sa Lan như thế nào đây? Vẫn là một tình huống tấn công, vẫn còn trong sân, cơ hội dành cho Sa Lan. Lại là một cầu thủ siêu to khổng lồ bên phía 15 đều. Sang bằng tỷ số. Cuối cùng thì Bưng Chóp đã nỗ lực và sang bằng được điểm số là 15 đều. Khá là hồi hộp ở trên sân. Vẫn cơ hội dành cho Sa Lan, vẫn là cầu thủ siêu to khổng lồ đập bóng như thế nào đây? Không chiến thắng được hàng phòng thủ bên phía đội bóng Bưng Chóp. Bóng văng cong. Ngoài. Bóng lại đi đến chóp. Và cơ hội dành cho Sa Lan như thế nào đây? Tấn công ở vị trí số 3 không thành công, vẫn là cơ hội dành cho đội bóng Bưng Chóp. Tiếp tục là những tình huống chẳng bắn tốt, chẳng bắn cong. Tiếp tục là một tình huống đập bóng tốt như thế nào đây? Một pha đập bóng không qua lưới và điểm số thuộc về Sa Lan 20-24. Đập phá bóng có thể nói rất đẹp của một thủ bên phía Sa Lan. Điểm số là 21-24. Tiếp tục là một tình huống phá bóng tương tự. Vẫn là cơ hội dứt điểm dành cho đội bóng Bưng Chóp. Như vậy set đấu đầu tiên đã kết thúc với phần thắng thuộc về bóng đến từ Bưng Chóp với 25-21. Như vậy chúng tôi xin trân trọng xin mời hai đội bóng tiếp theo. Thì do đội bóng Trần Đề ở bên phía tay phải ban tổ chức, còn bên phía đội bóng vào với ở bên phía tay trái. Bóng vẫn còn. Như vậy điểm số đầu tiên đã thuộc về đội bóng đến từ Trần Đề. Vâng, và cơ hội dành cho đội bóng vào với nào đây? Vẫn còn, một pha phòng thủ rất hay của đội bóng Trần Đề. Như vậy đã có một huống đập bóng đi ra ngoài và điểm số được sang bằng là 1-1. Phát bóng dành cho đội bóng vào với. Như vậy đã có một tình huống đỡ bước một không thành công của một cầu thủ bên phía đội bóng Trần Đề và điểm số là 2-1 nghiêng về đội bóng đến từ vào với. Có cái mạnh
cái gì ở cái trận tới 200 rồi. Bóng vẫn còn trong sân, vẫn là cơ hội dành cho Hòa Với vào đây. Tiếp tục là bên phía là bóng Tân Đề phản công. Vừa rồi đã có một pha không hiểu ý nhau giữa các cầu thủ bên phía đội bóng Hòa Với. Tình huống phòng thủ tốt nhưng đã có tình huống không hiểu ý nhau giữa các cầu thủ bên phía đội bóng Tân Đề. Một pha đập bóng rất mạnh nhưng không thể nào chiến thắng được hàng trắng bên phía đội bóng Hòa Với. Vẫn là những tình huống đập bóng rất mạnh khác. Cơ hội dành cho Hòa Với. Đập bóng đi ra ngoài. Như vậy là chạm tay trắng. Điểm số tiếp tục thuộc về đội bóng Hòa Với. Vâng, như vậy có thể nói là không hiểu ý nhau giữa các cầu thủ bên phía đội bóng Hòa Với. Và điểm số là 9-8 nghiêng về Trần Đề. Điểm số tiếp tục lại một lần nữa được Trần Đề ghi 11-8. Cơ hội dành cho Hòa Với như thế nào đây? Vẫn còn, bóng vẫn trong sân, vẫn tiếp tục. Bóng vẫn còn, cơ hội dành cho đội bóng Hòa Với. Và đây là phản công dành cho Trần Đề. Một pha thì nói là đập bóng rất mạnh và những pha phối hợp rất là ăn ý nhau giữa các cầu thủ ở Trần Đề. 12-8. Có thể đó là một pha đập bóng chống trắng bên phía đội bóng Trần Đề. Vâng, cơ hội dành cho đội bóng Hòa Với. Đập bóng rất mạnh nhưng không thể nào chiến thắng được hàng trắng bên phía đội bóng Trần Đề. Điểm lại một lần nữa được Trần Đề ghi 13-8. Liên tiếp là những pha gọi là trắng bóng thành công của bên phía đội bóng Trần Đề. Vẫn còn cơ hội dành cho đội bóng Trần Đề tấn công, đập bóng rất mạnh nhưng không thể nào chiến thắng được hàng trắng bên phía đội bóng Hòa Với. Và đây là cơ hội thứ hai dành cho đội bóng Trần Đề. Tiếp tục là những huống xử lý tốt của các cầu thủ bên phía đội bóng Trần Đề. Vâng, vâng, đây là tình huống chuyền bóng xa đâu của bên phía Hòa Với, tấn công không thành công. Vâng, như vậy điểm số lại một lần nữa được nâng lên là 15-8. Như vậy điểm số lại một lần nữa được thuộc về Trần Đề, 16-8. Anh em Hòa Với cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Và cơ hội dành cho Hòa Với như thế nào đây? Như vậy điểm số cuối cùng đã thuộc về Hòa Với ở tình huống vừa rồi. Một pha tranh chấp ở khu vực trên lưới và điểm số đã thuộc về Hòa Với 9-16. Đập bóng tốt và điểm số tiếp tục thuộc về Trần Đề 17-9. Cơ hội dành cho Hòa Với. Đập bóng không qua lưới. Và điểm số tiếp tục thuộc về Trần Đề 18-9. Đập bóng rất mạnh và bóng đã chạm tay trắng đi ra ngoài. Điểm số tiếp tục quay trở lại với Hòa Với 10-18. Một pha chuyền bóng tấn công ở vị trí số 3 không thành công. Và cơ hội dành cho Hòa Với. Tiếp tục là cơ hội dành cho Hòa Với như thế nào đây? Một pha xử lý rất khéo nhưng bóng vẫn còn trong tầm kiểm soát của Trần Đề. Vẫn là Hòa Với tấn công. Tiếp tục là những tình huống phòng thủ tốt của bên phía đội bóng Trần Đề. Vẫn là Hòa Với tấn công, vẫn còn. Rất hay ở tình huống này. Vẫn rất hay và rất hồi hộp. Vẫn là Hòa Với. Tiếp tục là tình huống bỏ lỡ không tấn công. Vẫn là cơ hội dành cho Trần Đề. Vâng, điểm số cuối cùng đã thuộc về đội bóng Hòa Với. Vâng, có thể thấy là một trận đấu có thể nói là rất là hay ở trên sân. Điểm số là 11-18. Có thể thấy là khả năng phòng thủ của Trần Đề rất tốt ở trận đấu này.
Một pha đập bóng chạm tay trắng đi ra ngoài. Điểm thuộc về vào với 12-19. Cơ hội dành cho vào với tấn công. Tiếp tục lên tình huống có thể nói là chuyền bóng sao đầu rất tốt, thuộc về các cầu thủ vào với. Và điểm số là 13-20. Có thể thấy là bên phía đội bóng vào với cũng tỏ ra rất là mạnh ở những tình huống tổ chức tấn công. Đập bóng không thể nào chiến thắng được hàng trắng bên phía đội bóng vào với. 14-20. Khoảng cách đang có thể nói là chỉ là 6 điểm mà thôi. Còn cơ hội dành cho đội bóng tấn đế nào đây. Một pha đập bóng có thể nói rất mạnh. Và điểm số cuối cùng thuộc về đội bóng Trần Đề 21-14. Vẫn là cơ hội cho vào với. Vẫn là tình huống tấn công biên. Bóng vẫn còn. Vẫn là cơ hội dành cho vào với. Một pha xử lý có thể nói là không qua lưới của một cầu thủ bên phía đội bóng vào với. Và điểm số là 22-14. Tiếp tục là những tình huống có thể nói là qua bóng an toàn của bên phía đội bóng vào với. Cơ hội dành cho Trần Đê. Đập bóng chạm tay trắng đi ra ngoài. Và điểm số đã được nâng lên là 23-14. Khoảng cách có thể nói là khá là xa. Một khoảng cách an toàn đối với đội bóng đến từ Trần Đê. Cơ hội tổ chức tấn công rất đẹp của bên phía đội bóng vào với. Và điểm số là 15-23. Có thể thấy là bên phía vào với cũng tỏ ra khả năng sáng tạo tấn công rất là tốt dành cho đội của mình. Phát bóng dành cho đội bóng vào với. Một pha nhảy lên, pha bóng rất mạnh. Bóng vào con. Nhưng mà bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của vào với. Vẫn là một pha xử lý tốt và điểm thuộc về vào với. 16-23. Vẫn là một cầu thủ nhảy lên, pha bóng rất mạnh, có thể nói là dẫn tốc cái bóng đi rất là nhanh. Đập bóng đi ra ngoài. Điểm số thuộc về Trần Đề 24-16. Điểm số cuối cùng đang thuộc về các cầu thủ đến từ Trần Đề. Như vậy đã kết thúc set đấu đầu tiên với chiến thắng thuộc về Trần Đề với điểm số là 25-16. Xin mời đội bóng tiếp theo. Ngày mai chúng tôi yêu cầu các đội hãy thi đấu với một trang phục chính tề, có số áo không được trùng nhau, và hãy lập tên cầu thủ cho ban tổ chức để cho chúng tôi tiện theo dõi cầu thủ cũng là tiện theo dõi vị trí thi đấu ở trên sân. Vâng, xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Trọng tài biên. Vâng, xin mời tổ trọng tài. Trọng tài biên. Trọng tài biên đội chùa giới đó, chính tờ tráp đó. Có gà. Trọng tài. Rồi bên phía bóng phường 10 phát bóng trước. Vâng, và đây là cơ hội đầu tiên dành cho đội bóng đây ơi. Một pha đập bóng rất mạnh của cầu thủ bên phía đội bóng phường 10, đó là Hiếu, thi đấu ở vị trí chủ công số 4. 1-0. Cơ hội dành cho đây ơi. Như vậy điểm số lại một lần nữa được ghi cho đội bóng phường 10. 2-0. Và đây là cơ hội đáp trả dành cho đây ơi. Một pha đập bóng rất mạnh nhưng bóng lại đi ra ngoài. Và điểm số là 3-0. Nghiêng về bóng đến từ phường 10. Anh em đây ơi, chúng ta hãy cố lên. Một pha tốt quá. Phối hợp không thành công của các cầu thủ bên phía đây ơi. Và điểm số tiếp tục thuộc về đội bóng phường 10. 4-0.
Cơ hội dành cho đội bóng Phương Mai, đập bóng rất mạnh. Vâng, và điểm số đã được nâng lên là 5-0. Có thể thấy là anh em bên phía đây hối hãy cố lên. Một pha tổ chức tấn công ở vị trí số 3 rất khéo. Và người ghi điểm vừa rồi đó là Chí bên phía đội bóng đây ơi. Bóng vẫn còn như thế nào đây? Tiếp tục là cơ hội dành cho đội bóng Phương Mai. Đập bóng chạm tay trắng đi ra ngoài, điểm số là 6-1. Tấn công dành cho đội bóng đây ơi, một pha đập bóng vào vị trí số 3 có thể nói là rất đẹp. Và điểm số là 2-6. Có thể thấy là những tình huống tổ chức tấn công rất là đẹp mắt của cả hai đội ở trên sân. Và quý vị và các bạn, chúng ta đang theo dõi là giữa Phương Mười và đây ơi. Vẫn là một tình huống chẳng bóng tốc của các cầu thủ bên phía đây ơi. Vừa rồi Hiếu đã rất nỗ lực xử lý tình huống nhưng bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hàng trắng bên phía đội bóng đây ơi. Vẫn là tình huống chuyền bóng sao đâu, đập bóng đi ra ngoài và điểm số lại một lần nữa thuộc về đội bóng đây ơi là 4-6. Khoảng cách chỉ còn là 2 điểm mà thôi. Bóng ngoài, phát bóng ngoài, điểm thuộc về Phương Mười. Bóng vừa rồi, một pha đập bóng không qua lưới của Phương Mười đó là Thi, thi đấu ở vị trí chủ công số 2. Vâng, như vậy là Thi đã có một tình huống xử lý tốt. Điểm số là 10-7. Nghiêng về đội bóng Phương Mười. Rồi dành cho đây ơi, tấn công, đập bóng rất mạnh. Và điểm số thuộc về đây ơi, 8-10. Vừa rồi đã có một pha trắng bóng không thành công. Và điểm số tiếp tục thuộc về đây ơi. Và đây là cơ hội dành cho đội bóng Phương Mười. Như vậy điểm số đã thuộc về đội bóng đây ơi, 9-10. Khoảng cách chỉ còn lại là một điểm mà thôi. Cô chú anh chị và tất cả các bạn, chúng ta đang theo dõi giải bóng chuyền Khmer mở rộng tranh cúp Sơn Mỹ lần thứ 2 được tổ chức tại sân vận động Sơn Mỹ của chúng tôi. Và ngày hôm nay là ngày thi đấu đầu tiên, diễn ra 8 cặp đấu đến từ 16 đội bóng khác nhau trong và ngoài khu vực thi đấu tranh tài để xác định vé vào tứ kết chào ngày mai. Và chúng tôi cũng xin thông báo đến tất cả bà con, cô bác, cô chú anh chị, mình được biết là cơ cấu giải thưởng năm nay như sau. Chúng ta có giải nhất thì chúng ta sẽ có một chiếc cúp, một cờ huy chương vàng cùng với một bộ đồ. Bên cạnh đó giải nhì chúng ta cùng với số tiền của ban tổ chức, giải nhì chúng ta sẽ có huy chương bạc, cờ và số tiền của ban tổ chức. Giải ba chúng ta có huy chương đồng, cờ và số tiền của ban tổ chức. Và giải khuyến khích là chúng ta sẽ có cờ và số tiền của ban tổ chức chúng tôi. Vâng, xin chân thành cảm ơn. Và trở lại với trận đấu này thì điểm số là 13-10. Nghiêng về đội bóng đến từ Phường 10. Hoàng Cơ dành cho đội ơi, một pha phòng thủ tấn công. Như vậy đã có một pha có thể nói là qua bóng không an toàn. Và điểm số là thuộc về đội bóng đây ơi, 10. Diễn ra ở các trận tứ kết và bán kết thì chúng tôi cũng sẽ tường thuật trực tiếp trên kênh fanpage của Hoàn Toàn TV cùng với trên kênh YouTube Hải Sóc Trăng TV. Những tình huống đẹp, những pha bóng đẹp thì chúng tôi sẽ phát lại. Mong bà con của bác mình hãy vào để mà bấm like, bấm chia sẻ ủng hộ cho các anh em khâu ghi hình cũng như là khâu bình luận viên. Và đây là cơ hội dành cho Phương Mười. Còn đây là cơ hội dành cho Phương Mười tiếp theo. Đập bóng không qua hàng trắng bên phía đội bóng đây ơi, 18-20. Tiếp theo là điểm thuộc về đây ơi, 19-20. Khoảng cách chỉ còn lại là một điểm mà thôi.
khán giả đang cổ vũ rất là nhiệt tình. Hãy chờ xem đội bóng nào giành chiến thắng ở trận đấu này. Và điểm số được nâng lên là 20 điểm. Rất là khán giả đang cảm thấy rất là hào hứng khi xem trận đấu này. Cầu đang chia đều cho cả hai đội. Vẫn còn cơ hội dành cho đội bóng này ơi. Đập bóng ngoài. Và điểm số thuộc về 21-20. Như ta có nạn mà đóng mà có một tình huống phòng thủ rất hay là tình huống vừa rồi. Vâng, như vậy điểm số được sang bằng là 21 đều. Vâng, rất là căng thẳng và rất là hồi hộp. Ngoài phát bóng ngoài, có thể thấy là rất đáng tiếc cho cầu thủ bên phía đây Huy đã phát bóng ở tình huống vừa rồi. Và điểm số là 22-21. Nghi là bóng đến từ phường 10 thành phố Sóc Trăng. Và điểm số tiếp theo thuộc về phường 10. 23-21. Cơ hội dành cho đội. Một pha xử lý bóng của đội đó rất tuyệt vời của một cầu thủ bên phía đội bóng đây ấy. Và điểm số được rút ngắn xuống còn 22-23. Vâng, khoảng cách chỉ còn lại là một điểm mà thôi. Một khoảng cách rất là mong manh. Anh em đây ấy cố lên. Lại một lần nữa pha bóng đi ra ngoài. Vâng, điểm số được nâng lên là 24-22 rồi. Và điểm số cuối cùng đang thuộc về bóng phường 10. Quay rồi. Đập bóng ngoài và như là kết thúc set đầu tiên. Chiến thắng tạm thời thuộc về đội bóng đến từ phường 10 với điểm số là 25-22. Vâng, chúng ta trở lại với trận đấu đầu tiên của ngày hôm nay. Set đấu thứ hai giữa bóng chủ nhà và bóng sân khách. Hãy chuẩn bị cầu thủ vào sân thi đấu set đấu thứ hai. Vâng, như vậy là kết thúc ở trận đấu cuối cùng. Xin lỗi, trận đấu cuối cùng set đấu đầu tiên giữa đội bóng Đại Úy và đội bóng phường 10. Thì phường 10 đã chiến thắng trước đội bóng Đại Úy. Và chúng ta trở lại với trận đấu đầu tiên giữa đội bóng sân Kê và đội bóng chủ nhà. Xin mời hai đội chuẩn bị cầu thủ vào sân. Chúng ta sẽ khởi động và thi đấu set đấu thứ hai, trận đấu thứ nhất ngày hôm nay. Xin mời tổ kỹ thuật sân vận động hãy ra sân tưới nước cho sân động của chúng tôi để cho sân động của tôi mát mẻ hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn. Chủ nhà chuẩn bị cầu thủ vào sân thi đấu set đấu thứ hai, trận đấu đầu tiên ngày hôm nay. Vâng, xin trân trọng kính mời. Trận đấu cuối cùng ngày thi đấu thứ nhất ngày hôm nay và đây là set đấu thứ hai giữa đội bóng Đại Úy và đội bóng phường 10 đến từ thành phố Sóc Trăng. Hai đội thi đấu khá là quyết tâm để mà giành chiến thắng ở set đấu này. Vẫn là những tình huống tấn công và những tình huống phòng thủ rất hay của cả hai đội. Và đây là cơ hội dành cho đội phường 10. Một pha đập bóng rất mạnh nhưng bản lĩnh bên phía đội bóng Đại Úy đã chứng tỏ khả năng phòng thủ của mình rất tốt. Nhưng mà điểm số đã được sang bằng là 1 đều. Rồi, thành phố Sóc Trăng, hai nền bóng chuyền đến từ hai khu vực khác nhau sẽ thi đấu như thế nào và ai sẽ là đội xuất sắc giành vé vào chơi trận tứ kết vào ngày mai, chúng ta hãy cùng chờ xem. Và điểm số thuộc về đội bóng phường 10, 2-1. Vâng, và đây là câu trả lời đến từ đây ơi. Một pha bỏ lỡ thành công. Vâng, một pha bỏ lỡ tốt của cầu thủ bên phía đội bóng Đại Úy và điểm số được sang bằng là 2 đều. Phát bóng không qua lưới của cầu thủ Nguyên bên phía đội bóng Đại Úy và sẽ là quả phát bóng tiếp theo dành cho đội bóng phường 10. Một pha chuyền bóng tấn công ở vị trí chủ công số 2, như vậy bóng đã chạm cột giới hạn và điểm số tiếp tục thuộc về phường 10. 4-2. Vâng, và đây là câu trả lời của Đại Úy. Phường 10 tổ chức tấn công. Đập bóng rất mạnh, bóng đã trúng một cầu thủ bên phía đội bóng Đại Úy đi ra ngoài. Điểm tiếp tục thuộc về phường 10. 5-2.
Thôi phóng đồng đồ muốn mình thường mới flick luôn. Cái gọi đội tuổi dưới đi. Đội gỗ đấy à. Đập bóng rất mạnh nhưng bóng vẫn còn trong sân, vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Phương Mười. Và đây là câu trả lời tiếp theo dành cho đội bóng Đại Úy không thành công. Vâng, như vậy đã có một tình huống đập bóng không thành công. Và điểm số tiếp tục được các cầu thủ Phương Mười nâng lên là 6-2. Đập bóng tốt, một pha xử lý nhẹ nhàng. 3-6. Phát bóng dành cho đội bóng Đại Úy. Một pha nhảy lên phát bóng rất mạnh nhưng rất tiếc bóng lại đi không qua lưới. Và điểm số tiếp tục được Phương Mười nâng lên là 7-3. Thì phát bóng. Và là Chí chuyền bóng cho đồng đội của mình ở tình huống chuyền bóng sang trụ công số 2. Và một pha bỏ lỗ thành công. 4. Giữa Đại Úy và Phương Mười đội bóng nào sẽ là bóng xuất sắc giành vé vào chơi ở trận tứ kết vào ngày mai đây. Và điểm số tiếp tục được Đại Úy nâng lên là, xin lỗi, thuộc về Đại Úy là 5-7. Phát bóng ngoài. Điểm số thuộc về Phương 10 8-5. Khoảng cách đang được Phương 10 tạo ra là 3 điểm. Anh em của Đại Úy hãy cố gắng nhiều hơn nữa. Vâng, và đây là tình huống tấn công của Đại Úy. Đập bóng chạm tay trắng đi ra ngoài. Điểm số tiếp tục thuộc về Đại Úy 6-8. Ở tình huống vừa rồi thì hai cầu thủ hàng trắng bên phía đội bóng Phương Mười đã tham gia hàng trắng, nhưng bản lĩnh bên phía đội bóng Đại Úy đã chứng tỏ tại sao họ đấy xứng đáng thi đấu ở vị trí chủ công số 4. Phát bóng không qua lưới. Điểm tiếp tục thuộc về Phương Mười 9-6. Đập bóng ngoài. Điểm tiếp tục thuộc về Phương 10. 10-6. Bó lộng chốt, lộng ra ói. Nước phụ lộng nước cho bó. Chốt cũng mà xảy ra hỏi vũ. Vâng, một pha đập bóng không qua lưới của Nguyên bên phía đội bóng Đại Úy. Điểm số là 11-6 nghiêng về Phương 10. Xuân à. Lỗi qua chân của Chí bên phía đội bóng Đại Úy. Điểm tiếp tục về Phương 10. 12-6. Bỏ lỗ tốt. Điểm thuộc về Đại Úy 7-12. Có thể thấy là các cầu thủ bên phía Đại Úy đã có những tình huống xử lý khá là nhẹ nhàng, nhưng mà điểm số cũng được ghi cho đội của mình. Đã chứng tỏ được khả năng quan sát rất tốt bên phía đội bóng Đại Úy. Vâng, một pha đập bóng có thể nói là chống trắng bên phía đội bóng Phương 10. 13-7. Những tình huống phối hợp rất là ăn ý nhau giữa các cầu thủ. Một tay bóng vô sân. Rồi phát bóng lại. Đề nghị comment cá bóng á. Có thể thấy là các cầu thủ của hai đội thi đấu rất là quyết tâm ở set đấu này. Một pha đập bóng rất mạnh nhưng bên đây đã có những pha phòng thủ tốt. Đập bóng không qua lưới. Điểm số tiếp tục thuộc về bên phía Đại Úy 8-13. Khoảng cách đang là 5 điểm. Anh em Đại Úy hãy cố gắng lên nhiều hơn nữa. Một pha đập bóng rất mạnh, bóng xoáy nhưng không thể nào làm khó được bên phía đội bóng Phương 10. Và đây là câu trả lời. Đập bóng đi ra ngoài. Điểm số thuộc về đội bóng Phương 10. 14-8. Tấn công dành cho Đại Úy như nào đây? Vẫn là cơ hội dành cho Đại Úy. Tấn công vào vị trí số 2. Vẫn còn. Vẫn là các cầu thủ Phương 10 tấn công. Đập bóng tốt và tiếp tục điểm số thuộc về đội bóng đến từ Phương 10. 15-8. Khoảng cách đang một ngày được nối ra dài hơn nữa. Và tiếp tục là phát bóng dành cho Phương 10. Nhảy Dương.
tiền vô tiền đây á. Vô mặt hay vậy? Vô đầu xong rồi. Bọn vẫn còn. Vẫn là cơ hội tấn công dành cho đại úy nào đây, hãy cố gắng hơn. Đập bóng rất mạnh nhưng bóng vẫn còn. Vẫn là Thi, một pha xử lý lỗ của Thi không thành công. Vẫn là cơ hội dành cho đội bóng đại úy, vẫn còn, rất hay. Vẫn là Thi, đập bóng như thế nào đây? Không có kẹo trong tay, kẹo, bóng ngoài. Trọng tài nói ngoài là ngoài rồi. Anh phản ứng cái gì vậy? Anh trọng tài cũng thể nhàng cầu thủ gì? Đập bóng tốt, một lần nữa điểm thuộc về đội bóng đại úy. 13-15, khoảng cách đã được xuống còn 2 điểm. Những cái ơi, thế nào đây? Đập bóng tốt và 15 điểm. Vâng, những pha ghi điểm liên tiếp của bên phía đây đã sang bằng điểm số là 15 đều. Vâng, cơ hội dành cho Phương Mai. Vẫn còn dành cho đây ơi, thế nào đây? Như vậy là điểm thuộc về đội bóng đến từ Phương Mai. Ở tình huống vừa rồi, phát bóng không vào lưới, 16 đều. Khá là hấp dẫn ở tình huống này. Chúng ta cùng chờ xem giữa Phương Mai và đây ơi, đội nào sẽ là lần chiến thắng ở set này đây? Vẫn là cơ hội dành cho đội Phương Mai tổ chức tấn công. Thay đập bóng không vào lưới. Đội thuộc về đội bóng. Điểm thuộc về đội bóng đến từ đây ơi. 17-16. Đập bóng ngoài. Rất tiếc và điểm số là 17 đều. Mời thành phố Sóc Trăng. Vẫn còn như thế nào đây? Một pha xử lý bóng tốt. Và điểm thuộc về đây ơi. 20-19. 20-18. Khá là hấp dẫn. Khá là hấp dẫn ở set đấu này. Vẫn cơ hội dành cho Phương Mai. Vẫn còn như thế nào đây? Vẫn còn, rất hay, quá đẹp. Như vậy đã có một tình huống bóng không thành công. Và điểm số là thuộc về đây úy 21-18. Và ơi, đập bóng. Đào bóng đi ra ngoài. Điểm số thuộc về đây úy 22-18. Đập bóng tốt. Điểm là 21-22. Quá là hấp dẫn, quá là hấp dẫn. Xin lỗi hai ơi. 22 đều. Chúng ta đã quyết định là 22 đều. Khá là hấp dẫn và khá lâu. Phải cố gắng nhiều hơn nữa. Đập bóng rất mạnh nhưng vẫn còn trong sân. Vẫn còn dành cho đây ơi. 23 đều. Vâng, rất cho Phương Mai tấn công. Bóng vẫn còn, rất hay. Như thế nào đây? Rất hay, bóng vẫn còn. Tiếp tục, trận đấu vẫn tiếp tục. Và chúng ta cùng chờ xem. Nhập bài đây. 24-23. Cơ hội dành cho Phương Mai. Cơ hội vẫn còn cho đây. Dứt điểm tình huống này. Bóng ngoài. Bóng ngoài và điểm số là 25-24 như người Phương Mai. Anh em đây úy hãy cố gắng lên. Thả lỏng ra. Bóng ngoài 25 đi. Anh em đây úy hãy cố lên. Một pha xử lý có thể nói rất tuyệt vời. Vâng, điểm số là 26 đều. Nâng hai lên tiếp. Đúng rồi luôn á. Thì chúng ta cùng chờ xem. Vâng, như vậy cơ hội cuối cùng dành cho Phương Mai. Cơ hội dành cho đây ơi. Đập bóng tốc 27 đều. Vâng, rất hồi hộp. Một trận đấu siêu kịch tính, một trận đấu siêu kinh điển, chẳng khác gì những trận đấu đẳng cấp quốc tế.
chờ. Và đây tiếp tục cơ hội dành cho đội Úi Săn bằng được điểm số. Đập bóng tốt. Đức nha. Ai cán 31 trước là Đức. Là sao bạn đó. 31 là điểm cuối cùng của bộ môn bóng chuyền rồi. Ai cán trước là đội đó giành chiến thắng và điểm số hiện tại là 29-28 nghiêng về đây Úi. Điểm số là 29 đều. Chúng tôi xin thông báo ai cán 31 điểm trước được. Quá là hấp dẫn, quá là hấp dẫn. Và chúng ta cũng chờ xem. Như vậy điểm thuộc về đội Thuận Lợi 30-29. Cơ hội vẫn còn cho đội Úi rất là nhiều. Cơ hội vẫn chia đều cho cả hai đội. Hai đội hãy cố gắng nhiều hơn nữa. Đập bóng tốt. 30 đều. Và đây là tình huống cuối cùng. Đội nào có điểm nào đó sẽ giành chiến thắng. Đội nào có điểm nào đó sẽ giành chiến thắng. Cảm ơn sân trọng tài. Bởi lâu trong nét cảm ơn sẽ chưa phát nè. Bây giờ là hai điểm tiếp tục cái gì? Vậy là trọng tài đây chơi lực ở đây là hai điểm tiếp tục anh em. Không có lực của quốc tế, ở đây lực của hai điểm tiếp tục. Như vậy là hai điểm tiếp tục anh em ơi, tiếp tục đi. 30 đều. Đập bóng trong sân, 31-30. Quái hợp đã lên đến 31 điểm rồi. Hai đội vẫn ngang tài ngang sức với nhau. Cơ hội dành cho đội bóng đây ơi. Và cơ hội dành cho đội bóng của mình ra đây. Đập bóng chạm tay chân đi ra ngoài. Như vậy chiến thắng cuối cùng đã thuộc về đội bóng Phường 10. Xin chúc mừng các anh em đến từ Phường 10. Và cũng xin chia buồn với các anh em đến từ đây đã rất là nỗ lực.